Tiên nghịch tập 69 Đông Hải Yêu Linh chúc bạn xem video vui vẻ tại kênh Kiwi Chuyện nhé. Loại rung động này duy trì liên tục trong một khoảng thời gian không dài nhưng sức ảnh hưởng của nó lại vượt quá sức tưởng tượng. Trong khoảnh khắc này, hễ là những vật vô chủ nằm trong hồng quang đều chấn động kịch liệt. Giờ khắc này, tất cả tu sĩ trên những tinh cầu tu chân bị hồng quang đào qua, không phải tất cả đều hiểu nguyên nhân sinh ra nó. Thậm chí hầu như tuyệt đại bộ phận đều tự nghĩ ra những suy đoán hoàn toàn khác biệt về luồng hồng quang trên bầu trời mỗi năm nghìn năm lại xảy ra một lần này chỉ có một số rất ít những người chân chính có đại thần thông mới nhận ra lai lịch của luồng hồng quang này đồng thời cũng biết cửa đông hải chi linh bên ngoài thiên vận tinh đã mở ra khi những luồng hồng quang này tản ra thì không phải hiện tượng thủy triều đã kết thúc chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi luồng hồng quang kia ngừng lại sau một khoảnh khắc đột nhiên lại lấp lánh một cách dữ dội lần này nó không lan ra bên ngoài mà điên cuồng rút lại bằng với tốc độ đã khách tán trước đó nó rút về giống như thủy triều với khí thế không thể chống đỡ nổi lấy một lực lượng kỳ dị không thể tưởng tượng nổi nhanh chóng thu hồi lại đông hải ngoài thiên vận tinh nếu như chỉ có hồng quang rút đi thì cũng được nhưng đi theo nó còn có một số lượng vô tận các loại pháp bảo linh thạch ngọc giản tiền ngọc tất cả mọi thứ pháp bảo vô chủ thậm chí còn có một số yêu thú kỳ dị hoặc những linh vật cường đại sinh tồn trong tinh không tất cả những vật và pháp bảo này đều bị hiện tượng thủy triều do cửa đông hải yêu linh ngoài thiên vận tinh thôn phệ trở về chúng nó được bao bọc bên trong hồng quang dùng tốc độ khó mà tưởng tượng được điên cuồng rút về làm tinh không vang lên những tiếng nổ ẩm ầm tốc độ quay về chậm hơn một chút so với tốc độ khoách tán của hồng quang nhưng cũng không sai biệt nhiều lắm nếu như từ một góc độ khác nhìn lại có thể thấy lấy cửa đông hải yêu linh bên ngoài thiên vận tinh là một điểm trung tâm trong một phạm vi vô cùng vô tận hồng quang đang nhanh chóng rút về giống như thủy triều giờ khắc này hồng quang xuyên qua không gian xuyên qua tinh không xuyên qua tất cả hành tinh tu chân giống như trước mặt hồng quang không có tồn tại bất cứ cái gì tồn tại chỉ qua ba nén hương tất cả tu sĩ khắp bốn phía bên ngoài cửa đông hải yêu linh đều nhìn thấy nơi cuối chân trời hoặc những nơi xa khắp bốn phía hồng sắc đang cuồn cuộn quay về giống như vạn mã buôn đăng những con sóng hồng quang này cuộn lại thành hình tròn cuốn sạch mọi thứ vào bên trong rồi phóng về cửa đông hải yêu linh hai mặt phương lâm mạnh mẽ co rút lại trong mắt lộ ra vẻ kinh hoàng cảnh tượng thủy triều vừa rồi đã làm hắn sinh ra một cảm giác đặc biệt không chân thật nhưng lúc này sau khi hắn nhìn thấy một loạt hồng quang cuộn tròn lại rồi phóng về ở bốn phương tám hướng thì hắn lại thầm thở ra một hơi thật sâu, trên thực tế thì vào giờ khắc này không chỉ có Vương Lâm, mà trong đám tu sĩ ở bốn phía hễ là người nào lần đầu tiên được nhìn thấy cửa Đông Hải Yêu Linh được mở ra rồi thủy triều xuất hiện ngay sau đó, thì nổi kinh hãi trong lòng cũng không kém Vương Lâm là mấy, có một số người đã hoàn toàn lạc bước vào trong những chấn động, mất đi cảm ứng với đạo tâm, khoảnh khắc khi nhìn thấy hồng quang thì nó đang là những cơn sóng ở tận phía chân trời, nhưng sau khi hít vào một hơi rồi nhìn lại, ngọn sóng hồng quang lại đang gào thét phóng qua cả đám chúng nó trực tiếp phóng thẳng qua bên cạnh những tu sĩ cùng lúc này những đám ngọc giản khối khối tinh thạch một đống tiên ngọc cả núi pháp bảo rất nhiều vật làm cho mắt người nhìn vào phải long lên sòng sọc đều được bọc vào trong hồng quang rồi dùng tốc độ cực nhanh xuyên qua những tu sĩ ở khắp bốn phía một số yêu thú với thân hình khổng lồ thi hài và những pháp bảo cực lớn cũng phóng thẳng qua nhóm tu sĩ nhưng trên những bảo vật này đều có hồng quang bao bọc trong luồng hồng quang này ẩn chứa một lực lượng kỳ dị có thể điều khiển được những bảo vật ở bên trong khoảnh khắc này những bảo vật kia giống như mất đi sự ngưng hình nó trực tiếp xuyên thấu qua thân thể của những tu sĩ mà không tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì đối với những người này giống như vào giờ khắc này tất cả mọi thứ trước mặt đều là ảo giác vương lâm đã tận mắt nhìn thấy một con yêu thú một sừng toàn thân phát ra những tia sấm sét màu đen tu vi của nó không kém gì tu sĩ vấn đỉnh với thân thể khổng lồ gào thét phóng tới vương lâm căn bản không thể né tránh được loại tốc độ này nó trực tiếp xuyên thấu qua thân thể hắn trong nháy mắt khi nó xuyên thấu qua Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu, hắn mạnh mẽ xoay người lại, hai mắt như điện cẩn thận nhìn vào trong luồng hồng quang. Hắn có thể nhìn thấy được ở bên trong có rất nhiều bảo vật đủ loại cấp độ, thiên kim thượng, quỳnh hoa dịch, thủy mạc thạch, linh tây giác. Chẳng qua Vương Lâm chỉ đào mắt qua thì nội tâm đã lập tức chấn động mạnh. Những tài liệu này đều là một số vật luyện khí tương đối tốt trong ký ức của cổ thần đầu tiên. Còn có, cái này, đây là. Ánh mắt Vương Lâm đột nhiên trở nên ngưng trọng hắn nhìn chằm chằm vào trong một đạo hồng quang đang được hút về ở phương xa trong đó không ngờ lại có một thanh đại kiếm thanh kiếm này giống như một cánh cửa bên trên lấp lánh kim quang nhưng lại mơ hồ có chút gì xét trên thanh kiếm này còn có một số chỗ bị vỡ nát thanh kiếm này vừa lóe lên đã biến mất trong luồng hồng quang trong mắt vương lâm mạnh mẽ tuôn ra những đạo tinh quang vương lâm nhìn những tu sĩ khắp bốn phía cả đám người ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào các loại bảo vật trong hồng quang trong lòng đều có những tâm tư khác nhau giờ phút này hiện tượng thủy triều đã sắp kết thúc Đúng lúc chuẩn bị kết thúc thì ở phương trời xa lại có một cơn sóng hồng quang gào thét phóng tới, con sóng này có tốc độ siêu nhiên, gần như chỉ trong nháy mắt đã phóng thẳng đến. Trong nháy mắt khi con sóng này xuất hiện, sắc mặt Thiên Vận Tử vốn vẫn như thường lại đột nhiên khẽ biến, lão mạnh mẽ xoay người lại, ánh mắt như điện nhìn về phía con sóng hồng quang, hai mắt kiếm Tôn Lăng Thiên Hậu lại càng tuôn ra một luồng tinh quang khó có thể tưởng tượng. Hai mắt lão như đuốc nhìn chằm chằm vào sâu trong con sóng đang nhanh chóng phóng đến với tốc độ muốn cuốn sạch tất cả giờ phút này không chỉ có hai người bọn họ đột nhiên một số thân ảnh già nua từ trong đám tu sĩ khắp bốn phía điên cuồng lao ra với tốc độ mà mắt thường khó có thể nhìn kịp những hình bóng già nua này chính là một số lão quái thành danh trên thiên vận tinh mục đích của bọn họ đến đây là mang đám tiểu bối đến kiến thức một phen nhưng lúc này họ nhìn thấy con sóng kia hơn nữa sau khi nhìn thấy vật thể trong con sóng thì cả đám người lại đột nhiên lao ra giống như trẻ đi vạn tuổi cảnh tượng chấn động này lập tức hấp dẫn ánh mắt của tất cả tu sĩ ánh mắt vương lâm trở nên lấp lánh hắn gắt cao nhìn chằm chằm vào con sóng đang nhanh chóng phóng đến tốc độ của con sóng này quá nhanh gần như vừa mới lé lên đã xuyên qua thân thể của rất nhiều tu sĩ từ xa nhìn lại giống như nó đang trồm lên rồi phóng thẳng về cửa đông hải yêu linh nếu chỉ có tốc độ nhanh thì cũng bình thường sự quỷ dị của luồng hồng quang này chính là nó ngăn cản thần thức vào thăm dò ngăn cản đánh mắt nhìn vào tất cả mọi thứ thần thông đi vào bên trong dò xét đều bị ngăn cản ở bên ngoài căn bản không có cách nào nhìn rõ ở bên trong rốt cuộc có thứ gì ngay cả những người như Thiên Vận Tử và Lăng Thiên Hậu cũng phải biến sắc, trong nháy mắt khi thần thức Vương Lâm đụng vào luồng hồng quang kia thì đột nhiên sinh ra một loại cảm giác giống như tiến vào bên trong mê cung, thần thức của hắn lại lập tức sụp đổ, nếu hắn không quả quyết vứt bỏ thì nhất định thần thức sẽ tan vỡ gây ra thương tích. Vương Lâm nhìn về những tu sĩ khác ở khắp bốn phía, vẻ mặt của bọn họ đều trở nên tái nhợt, có một số người còn phun ra máu tươi, ánh mắt ảm đạm, rõ ràng là họ thu hồi thần thức quá chậm rồi bị thương, không nên dùng thần thức để xem vật này không phải những tiểu bối các ngươi có thể nhìn thấy được lúc này một lão già gầy đét trong đám lão quái thành danh từ từ chuyển giọng ra lúc này mắt thấy con sóng kia xuyên qua mọi người rồi sắp sửa biến mất trong cửa đông hải yêu linh thì ánh mắt vương lâm chợt lóe trên mì tâm hắn đột nhiên xuất hiện ba đạo khí xám rồi điên cuồng vận chuyển chúng lập tức hóa thành ba cái ấn ký phức tạp rồi nhanh chóng lấp lành trên trán vương lâm cùng lúc đó ba đạo ấn ký này giống như hòa tan ra trong lòng vương lâm khẽ động chúng lập tức đi theo hai mắt hắn tỏa ra bốn phía rồi lập tức cuộn lại tạo thành một vòng tròn rất mịn trong nháy mắt khi vòng sáng được hình thành hai mắt vương lâm đột nhiên phát ra những luồng sáng giống như ánh trăng luồng sáng lập tức lan ra tạo thành một vệt sáng dài nửa thước trong khoảnh khắc này ánh mắt của vương lâm giống như thần quang có thể nhìn rõ trời đất trực tiếp xuyên qua hư vô rồi đuổi theo luồng hồng quang sắp tiêu tán khi thế của ánh mắt hắn mạnh như vụ bão trực tiếp chui vào trong hồng quang vương lâm muốn nhìn xem ở bên trong rốt cuộc có vật gì ánh mắt vương lâm xuyên thẳng qua hồng quang rồi kéo dài ra vô tận nhưng hắn thấy trước mắt chỉ là một màu đỏ hơn nữa còn có một lực lượng kỳ dị không ngừng xâm nhập vào trong mắt hắn từng cơn đau nhức lấy một loại cách thức kỳ dị truyền vào trong cơ thể hắn hai mắt vương lâm lập tức đỏ bừng nước mắt chảy xuống thành từng dòng trong đó còn lẫn cả máu tươi vương lâm cắn răng rồi gầm nhẹ một tiếng những ấn ký đang cuộn tròn và xoay chuyển bên ngoài bốn phía hai mắt hắn lập tức phát ra những luồng khí xám nồng đậm nhưng những luồng khí xám này cũng không khuếch tán ra mà vừa mới xuất hiện đã lập tức hóa thành những sợi tơ nhỏ rồi nhanh chóng chui vào trong đồng tử của hai mắt Vương Lâm, gần như chỉ trong nháy mắt, một mảnh đỏ hồng trong hai mắt Vương Lâm đã mang theo những luồng sắc xám nồng đậm, sau đó ánh mắt Vương Lâm đang ở trong đạo hồng quang sắp tiêu tiêu tán kia lập tức giống như được bơm vào một luồng sức sống mới, ánh mắt hắn điên cuồng phóng thẳng về phía trước rồi trực tiếp phá vỡ từng tầng hồng quang, nó kiên cường đập mạnh vào từng luồng lực lượng kỳ dị có tác dụng hạn chế không cho thăm dò ở trước mặt cuối cùng trong nháy mắt khi đạo hồng quang biến mất trong cửa đông hải yêu linh ánh mắt vương lâm cuối cùng cũng nổ ầm một tiếng phá vỡ toàn bộ luồng hồng quang hắn nhìn thấy ở sâu bên trong có một vật làm cho vẻ mặt của thiên vận tử và những người khác đại biến đó là một khối lệnh bài một khối lệnh bài lấp lánh kim quang bên trên có khắc ký hiệu trong nháy mắt khi vương lâm nhìn rõ lệnh bài này trong hai mắt hắn lập tức chảy ra hai dòng máu lớn những cơn đau nhức khó có thể tưởng tượng được đột nhiên tuôn trào trong tim vương lâm nhắm chặt hai mắt lại khi vương lâm mở mắt ra con sóng màu hồng đã biến mất trong cửa đông hải yêu linh lúc này hai mắt vương lâm đã dày đặc những sợi tơ máu nhưng điều quỷ dị là bên trong những sợi tơ máu lại có những luồng khí xám giống như những sợi tơ đang lấp lánh ánh mắt hắn mang theo một loại cảm giác cực kỳ yêu dị lúc này diêu tích tuyết đang ngồi trên huyết ngọc ở phương xa nàng vô ý đảo mắt nhìn qua vương lâm trong nháy mắt khi nhìn thấy ánh mắt của hắn cơ thể nàng lập tức bị không tự chủ được mà chấn động vẻ mặt nàng đột nhiên trở nên tái nhợt nàng vội vàng cúi đầu trong lòng dậy sóng ánh mắt này ta đã biết vì sao phụ thân bảo ta phải chú ý đến người này. Ánh mắt kiếm tôn lăng thiên hậu lóe lên, tay phải hướng về phía đông hải điểm một cái, lập tức bốn kiếm ảnh hư ảnh phía sau lưng lập tức giết gào, hóa thành bốn đạo cầu vòng sắc bén, trực tiếp lao đi, bốn tiếng ầm ầm vang vọng đất trời chuyển tới, cánh cửa đông hải yêu linh đang trôi nổi trên không ở giữa cái vật khổng lồ đang lơ lửng ấy bị bốn đạo kiếm ảnh như lốc xoáy liên tục đánh vào bỗng nhiên có bốn điểm dừng lại từ trong khối nước đang lơ lửng kia nứt ra một lối vạt trông có vẻ chẳng có quy tắc gì hai màu xanh đỏ không ngừng từ trong lối vạt này lóe ra bên trong đó còn truyền ra không ngừng những tiếng gào khóc nức nở của quỷ vật lối vạt này vốn là hư vô nhưng lúc này mọi người nhìn lại mới thấy sâu trong đó lại có một thế giới khác cánh cửa đông hải yêu linh đã mở ra người nào tiến vào thì nhanh lên kiếm tôn lăng thiên hậu nói rất gọn gàng nhưng trong giọng nói tràn ngập vẻ lạnh lùng hắn vừa nói rất lời Kiếm tiêu thập nhị tử phía sau hắn lập tức bay ra, hóa thành 12 đạo kiếm quang sắc bén, bay thẳng tới phía lối vào, 12 người này lần lượt tiến vào, đến khi người cuối cùng đang bước vào, ánh mắt Kiếm Tôn Lăng Thiên Hậu sững lại, điểm vào hư không một cái, lập tức một đạo kiếm khí từ đầu ngón tay hắn phóng ra, lao thẳng tới người đệ tử cuối cùng đó, "Cầm lấy đạo kiếm khí này của ta, nó sẽ giúp 12 người các ngươi bảo vệ tính mạng." Lăng Thiên Hậu nói xong, đạo kiếm khí đó liền được đệ tử cuối cùng cung kính tiếp nhận, hắn hướng về Kiếm Tôn Lăng Thiên Hậu khom lưng một cái sau đó tiến vào trong. Lúc này phía sau kiếm tôn lăng thiên hậu, tham lang cũng đã sớm biến mất, thân ảnh của hắn hóa thành đạo kiếm khí vừa nãy, theo kiếm tiếu thập nhị tử của đại la kiếm tông tiến vào trong cánh cửa đông hải yêu linh, ánh mắt thiên vận tử bình tĩnh, đầy thâm ý nhìn kiếm tôn lăng thiên hậu, chậm rãi nói, đệ tử thiên vận tông cũng đi vào đi, mười người bao gồm cả vương lâm đều dạ gian, trong nháy mắt liền đứng lên bay về phía lối vào, chẳng qua tốc độ vương lâm chậm hơn, không tranh vào trước mà chờ người bên ngoài tiến vào hết lúc này mới từng bước một bước vào. Toàn bộ đệ tử của Đại La Kiếm Tông và Thiên Vận Tông đã tiến vào cánh cửa yêu linh, sau đó là tới đệ tử của các tông phái và các lão quái vật khác. Tất cả đều hóa thành những đạo cầu vòng bay thẳng tới cánh cửa đó. Diêu tích tuyết đang ở trên huyết ngọc, lúc này đôi mắt lộ vẻ suy tư, cắn răng một cái, cả người hóa thành một đạo huyết quang, bay thẳng tới lối vào. Sau nửa canh giờ, tu sĩ bốn phía cũng đã lục tục tiến vào, đến người cuối cùng từ khoảng trường đã có cả trăm người. Trong đó không ít người là đệ tử của những lão quái thành danh, sau nửa canh giờ, kiếm Tôn Lăng Thiên Hậu vẫy tay phải một cái, lập tức bốn điểm trên cánh cửa lập tức chấn động, sau đó đột nhiên hóa thành bốn đạo kiếm quang, nhanh chóng bay trở lại bên cạnh Lăng Thiên Hậu, hiện lên ở sau lưng hắn, một lần nữa lại hóa thành những đạo kiếm quang hư ảo lấp lóe không ngừng. Bốn đạo kiếm ảnh biến mất, lối vào trên cánh cửa Đông Hải Yêu Linh cũng nhanh chóng lóe lên hai màu xanh đỏ, hầu như chỉ trong nháy mắt, lối vào đó liền biến mất không còn bóng dáng tu sĩ bốn phía lúc này liền tản ra rời đi mặc dù vẫn có người chưa đi những cũng chẳng nhiều lắm chỉ một lúc sau ở giữa bầu trời đông hải chỉ còn lại vài tu sĩ những tu sĩ này đều là những lão quái đã thành danh đám người này tu vi thông thần chẳng xa lạ gì nhau bọn họ sở dĩ không rời đi chỉ có một nguyên nhân duy nhất đó là vật còn lại ở trong tầng sóng không khí màu đỏ kia chuyện này có liên quan tới một đại bí mật của thiên vận tinh lúc này bên trong không gian mọi người đều trầm mặc không nói câu nào ánh mắt kiếm tôn lăng thiên hậu sững lại Nhìn về phía Thiên Vận, tông phía xa xa, quát, Thiên Vận tử, vật cuối cùng trong tầng sóng không khí ấy là Lệnh Bài, ánh mắt Thiên Vận Tông bình tĩnh nhìn kiếm tôn, sau đó liếc qua lão hữu bốn phía, hắn mỉm cười nói, không sai, đúng là Lệnh Bài, hơn nữa có tất cả ba cái, không ngờ tới lần này cánh cửa Đông Hải yêu linh mở ra thật sự ta lại gặp được Lệnh Bài này, nếu lúc này Lệnh Bài đã bị hút vào Đông Hải, ta đợi một chút cũng không sao, Đông Hải mỗi lần mở ra, đệ tử đều phải vào trong đó thí luyện 500 năm vì thế chúng ta cứ ước định là 500 năm nữa sẽ tụ tập lại đây, đến lúc đó chúng ta lại tiến vào nơi ấy một lần nữa. Chẳng qua chuyện năm đó các vị chắc đều đã biết, cho nên lúc này nhất định phải chuẩn bị thật cẩn thận, ta nghĩ thời gian 500 năm cũng đủ đều chuẩn bị rồi. Thiên vận tử nói xong ôm quyền hướng về bốn phía, phung tay áo một cái, cả người bước vào hư không một bước, không gian như dao động lan tăn, sau đó thân ảnh hắn từ từ tiêu tán, kiếm tôn lăng thiên hậu hừ nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn thật sâu vào cánh cửa đông hải yêu linh. Sau đó sau người hóa thành một đạo kiếm quang, biến mất hoàn toàn, hai người vừa rời đi, những lão quái vật thành danh bốn xung quanh đều chia thành từng nhóm năm ba người, dần dần tản đi cả. Bên ngoài cánh cửa Đông Hải yêu linh lúc này lại khôi phục sự yên tĩnh, từ xa nhìn lại, cả khối nước biển lơ lửng trên không, trong đó có vô số vật chậm rãi chuyển động, tỏa ra khí tức kỳ dị, hai màu đỏ xanh thỉnh thoảng lại lóe lên không ngừng. Kiếm Tô Lăng Thiên Hậu hóa thành một đạo kiếm quang lao qua hư không, Đại La kiếm tông cũng không phải ở trên thiên vận tinh. Không phải ở một trên năm đại phó tinh mà là ở một đại tinh cầu mà Lăng Thiên Hậu đưa từ tinh không tới. Tinh cầu này tuy không lớn hơn Thiên Vận tinh nhưng lại lớn hơn gấp mấy lần năm đại phó tinh. Linh lực trên này rất sung túc, cực kỳ thích hợp cho tu sĩ tu luyện. Đại La kiếm tông được hắn đặt ở nơi này. Tinh cầu này, Lăng Thiên Hậu đặt tên là Đại La tinh. Lăng Thiên Hậu bay ào ào một đường, trực tiếp phá vỡ cương phong bên ngoài của Đại La tinh, tiến nhập vào trong đông bộ của Đại La tinh nơi Hàn Bế Quan. Trong thời gian 200 năm, lão phu nhất định hoàn toàn luyện hóa tiên kiếm kia lấy chín chín yêu linh quý nhất, đem tiên kiếm này luyện thành yêu kiếm. Tới khi đó, việc thu lệnh bài của ta sẽ nắm chắc hơn gấp đôi. Ánh mắt kiếm tôn lăng thiên hậu lóe lên, thân hình biến mất ở bên ngoài nơi bế quan, lại nói về thiên vận tử. Hắn sau khi trở lại thiên vận tinh lập tức đi vào trong bảo tháp bảy màu trong dãy núi tam sắc. Ở nơi đó, hắn khoanh chân ngồi xuống, bên cạnh đặt vài màu xương thú đen kịt. Mấy cái xương thú này cực kỳ sáng, tràn ngập một thứ khí tức tà dị. Đệ tử Vương Lâm này của ta thật sự là một người may mắn, chỉ không biết là vận may của hắn còn lại được bao nhiêu. Thần sắc thiên vận tử như thường, tay phải chụp một cái, đám xương thú bên cạnh lập tức bay lên, dưới một cái khoát tay của hắn liền rơi xuống bốn xung quanh. Ánh mắt thiên vận tử loe sáng, cẩn thận quan sát, khóe miệng dần dần lộ nụ cười. Bên trong cánh cửa Đông Hải yêu linh là một thế giới hỗn độn, thậm chí có thể nói nơi này là một thế giới tự hình thành. Có lẽ cũng có người biết tuổi thọ của nơi này, nhưng Vương Lâm hiển nhiên không phải là một trong số đó. Hắn sau khi bước vào cánh cửa yêu linh này liền cảm thấy dường như đã xuyên qua mặt nước, tiến vào dưới đáy biển vậy. Trước mặt hắn bây giờ là một hoang nguyên rất lớn, nơi này có trời, có đất, thậm chí có cả đại dương, nhưng nơi này lại chẳng giống bất kỳ tu chân tình nào. Bốn phía xung quanh vương lâm lúc này chẳng có một bóng người, chỉ là một mảnh hoang nguyên. Chí người khác của thiên vận tông trong nháy mắt khi bước vào đây liền bị một lực lượng kỳ dị đẩy tản nhau ra, lúc này chẳng biết đã điều cả. Cánh cửa đông hải yêu linh này không hề giống với bất cứ nơi nào ta đã từng đi qua trước đây, nơi này giống như một thế giới của phàm nhân, chẳng hề giống với một nơi thí luyện có trọng bảo. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, thần thức tản ra, thân thể nhoáng lên liền bay lên không, từ từ bay đi, người của những tông phái khác hẳn là cũng giống ta bây giờ, đều bị tản ra khắp nơi, đường đi khác nhau. Tôn Vân Sơn từng nói, hành trình Đông Hải này có thời gian 500 năm, nói cách khác ta phải ở lại đây trong thời gian đó rồi. Thần sắc Vương Lâm như thường, vừa phi hành ánh mắt vừa lộ vẻ suy tư, thời gian 500 năm đối với con người thì có thể cả thế giới đã thay đổi, nhưng đối với người tu đạo thì chỉ trong nháy mắt, chẳng qua trong 500 năm này ta muốn làm rất nhiều việc. Sát Lục Tiên quyết phải tu luyện tới đại thành, đó là việc thứ nhất, hơn nữa ở nơi này, nếu Thác Sâm ở chu tức tinh thoát khốn cũng sẽ tuyệt đối không thể đoán ra ta ở nơi này, do vậy ta lại có thêm thời gian 500 năm chuẩn bị, ánh mắt Vương Lâm lóe lên, khóe miệng mỉm cười, hắn trước đó đã nghe Tôn Vân Sơn nói, bên trong cánh cửa Đông Hải yêu linh có thời hạn 500 năm, trong lòng hắn liền thầm hạ quyết tâm phải đi một chuyến này, phải biết rằng hiện giờ người Vương Lâm kiêng kỵ nhất chính là Thác Sâm đang ở chỗ cổ thần, người này một khi thoát khốn lập tức sẽ đi tìm Vương Lâm đầu tiên với tu vi hiện giờ của vương lâm muốn chiến thắng hắn thật sự quá khó khăn đó cũng là lý do vương lâm điên cuồng học tập sát lục tiên quyết luyện hóa sinh cơ lạc ấn vương lâm biết bản thân mình không có khả năng chiến thắng thác dâm bởi vậy hắn muốn học được một phương pháp bảo vệ tính mạng sát lục tiên quyết này sau khi đại thành có thể ngưng kết một lượng lớn lạc ấn sinh mệnh do đó đây là cơ hội để có thể chống lại thác dâm thời gian 500 năm không biết tu vi của ta có thể đạt tới mức nào đây ánh mắt vương lâm lộ ánh sáng kỳ dị âm thầm trầm tư chuyện của chu giật tiền bối cũng là một trong những nguyên nhân khiến ta tiến vào nơi này lấy ý cảnh trong bảo tháp của chu giật tiền bối thì tìm được nơi phong ấn của kiếm tôn lang thiên hậu kia hẳn là không khó nếu có thể cứu được chu giật tiền bối ra với tu vi của hắn trước đây phối hợp với tiên kiếm chắc chắn khiến cho ta trong khoảng thời gian ngắn đạt được công kích cực mạnh mặt khác còn có thanh đại kiếm bên ngoài cánh cửa đông hải yêu linh ta thấy giống hệt như cự phú vẻ suy tư trong ánh mắt của vương lâm càng đậm trong cự phú có ẩn chứa kiếm kỹ của kiếm hồn nếu thật sự tìm được cự phú học được kiếm kỹ của kiếm hồn thì uy lực của tiên kiếm sẽ nhất định tăng lên gấp bội chẳng qua hết thầy nếu đem so sánh với khối lệnh bài mà ta thấy cuối cùng khối lệnh bài đó rốt cục là vật gì mà có thể khiến đám người thiên vận tử và lăng thiên hậu phải biến sắc chuyện bí ẩn trên thiên vận tinh thật sự quá nhiều ta không thể đoán ra nổi vương lâm than nhẹ trầm ngâm không nói thôi việc tới đâu hay tới đó vậy vội vàng cũng không được lúc này bổn tôn đang ẩn ở tinh cầu nọ sẽ không dễ gì bị người khác phát hiện hơn nữa thắc sâm cũng chỉ tập trung vào ta không biết được bổn tôn, lúc này ta mượn thời gian 500 năm khiến tu vi tăng nhanh, chuẩn bị thật tốt cho hành trình sau này. Vương Lâm thu hồi tâm tư, dọc đường vừa đi vừa nghĩ, hắn không ngờ đã bay qua vô số dặm đường. Lúc này thần thức hắn vẫn quét quanh, không thấy bất cứ điều gì kỳ dị, khắp nơi trên mặt đất đều là bình nguyên hoang vu, bình nguyên này cũng rất yên bình, chẳng có chút tiếng động. Trong phạm vi thần thức của Vương Lâm, trừ hắn ra thì không có bất cứ sinh mạng nào khác. Thần sắc Vương Lâm vẫn như thường, tiếp tục phi hành, thời gian chầm chậm chậm trôi qua mười ngày sau Phương lâm đang phi hành đột nhiên sắc mặt thay đổi ánh mắt như điện nhìn về phía xa hắn lập tức dừng bước sững lại một chút rồi thân thể như lưu tinh tốc độ nhan hơn trước vô số lần đột nhiên thuấn di ngoài bình nguyên hoang vu là một vùng núi non trùng điệp cây cối xanh biếc một màu lúc này bên trong rừng cây có một người nửa thân thể xích lõa lấy một ít nhựa cây vẽ loạn lên người hiện lên một tầng sắc xanh nhàn nhạt, nhạt hắn nằm im không nhúc nhích thậm chí cả hô hấp cũng rất nhỏ như có như không một lúc sau thân thể người này hầu như hoàn toàn biến mất, người bình thường căn bản không thể phát hiện ra hắn. Không lâu sau, đột nhiên trong đám cây phía xa truyền tới tiếng chạy lạt soạt, ngay sau đó một con dã thú lớn cỡ con chó, khóe miệng có hai cái răng năng sắc bén di ảo thét chạy tới. Bề ngoài con thú này trông chẳng khác gì con lợn rừng, nhưng trên cơ thể nó lại có một luồng hung khí, hiển nhiên là một loài thú hung mãnh bạo ngược, tuy vậy nhưng trên thân thể nó lại không có chút linh lực nào. Con dã thú gào thét phóng ra từ lùm cây, chẳng qua ngay trong nháy mắt khi nó lao ra, người nọ vẫn nằm yên trên mặt đất không nhúc nhích đột yên nhảy lên trên tay không biết từ lúc nào đã nắm một cái gậy dài màu đen ở trên đầu gậy này còn có một lưỡi dao nhỏ phát ra u quang tốc độ người nọ cực nhanh cơ hồ chỉ trong nháy mắt cái gậy trong tay hắn đã hung hăng đâm về phía con dã dạ thú dã dạ thú nọ rõ ràng trước đó không phát hiện ra nơi này có người hoảng sợ nhưng lại càng phẫn nộ nó gào thét nhưng không né tránh mà lao thẳng vào cây gậy trong tay người kia chỉ nghe rắc rắc mấy tiếng cây gậy đã gãy vụn người toàn thân vẽ nhựa cây xanh biết kia nhún người xoay nhẹ một cái tay đã bắt được lưỡi dao trên đầu gậy không chút do dự nhảy lên người con thú tay trái nắm chặt lấy lông gáy nó tay phải cầm dao mạnh mẽ đâm tới không ngờ trực tiếp đâm thẳng vào cổ con thú còn dã dạ thú bị đau phát ra tiếng gào thê lương cố sức dãy giụa mang theo người trên lưng lao húc lùng tung thân ảnh vương lâm xuất hiện giữa không trung đôi mắt hắn hiện lên ánh sáng kỳ dị nhìn chăm chăm vào một người một thú phía dưới một người một thú nào là những sinh vật đầu tiên hắn gặp trong mười ngày nay chỉ thấy đôi mắt dã thú lúc này đỏ bừng phát ra tiếng gầm rú thê lương, nhưng người trên lưng ánh mắt vẫn vô cùng bình tĩnh, tay trái nắm chặt lông gáy nó, thân thể áp sát vào lưng dã thú, tay phải giữ chặt con dao đang đâm sâu vào cổ con thú. Một lúc sau, ánh mắt con thủ ảm đạm dần, máu từ vết thương trên cổ chảy xuống đã không còn màu đỏ mà lộ ra u quang. Cuối cùng con thú này ngã phịch xuống mặt đất, không nhúc nhích nữa. Người trên lưng dã thú lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, rút con dao ra, nhưng đúng lúc này đột nhiên hắn biến sắc, xoay phụt người lại ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt ộ vẻ mê mang. Vương Lâm nhướng mày nhìn về người này, trong lòng thầm kinh ngạc, trong thể người này không có linh lực nhưng lại có linh tính kinh người như vậy, không ngờ lại có thể mơ hồ phát hiện ra xung quanh có người. Trong lòng vừa động, thân thể hắn ở giữa không trung từ từ hiện ra, ánh mắt lạnh như bưng nhìn người này. Người toàn thân vẽ thứ nhựa cây màu xanh biếc kia khi thấy Vương Lâm hiện ra giữa không trung nhất thời ngẩn ra, ánh mắt hắn lộ vẻ kỳ dị, hắn hầu như lập tức nhảy dựng lên, đứng trên thân thể dã thú kia, tay phải cầm con dao, nhìn chằm chằm vào vương lâm dùng một thanh âm khàn khàn bay nhanh lên nói thú ta ánh mắt vương lâm sững lại tức cười nói ta không tranh đoạt với ngươi người nọ nhìn vương lâm một lúc sau đó chậm rãi ngồi xuống cố hết sức nắm lấy lông mau của con thú hướng về phía đám cây cối kéo đi vừa đi hắn vừa nhìn vương lâm ánh mắt lộ vẻ đề phòng mãi cho tới khi người này đi vào trong lùm cây vương lâm vẫn không động thân hắn cảm thấy người này có chút thú vị người nọ kéo dã thú đi thật xa phát hiện vương lâm không đi theo sau lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nắm lấy lông con thú, tiếp tục kéo đi, hắn đi quanh quần hồi lâu, mãi tới khi mặt trời sắp lặn mới tiến vào trong một sơn cốc. Sơn cốc này khi hắn vừa tiến vào liền ẩn hiện có một làn sóng gợn lờ mờ hiện lên, chẳng qua làn sóng này cực kỳ nhỏ, hơn nữa trong nháy mắt là đã tiêu tan, rất khó có thể phát hiện. Trong nháy mắt khi thân ảnh người này tiến vào sơn cốc, thân thể Phương Lâm nhoáng lên, chậm rãi hiện ra trong hư không, ánh mắt hắn chấp động, cẩn thận nhìn bốn phía, trong mắt lộ vẻ kỳ dị bên ngoài sơn cốc này được người ta dùng đại thần thông bố trí một trận pháp có thể ẩn giấu hết mọi khí tức sinh mạng nếu không phải ở thật gần thì không thể nào phát hiện ra sự tồn tại của trận pháp này rõ ràng trận pháp này đã tồn tại vô số năm thủ pháp bố trí hoàn toàn bất động với tu sĩ trong liên minh tu chân hẳn là tu sĩ thời kỳ thượng cổ bố trí ánh mắt vương lâm rực sáng hắn vẫn chưa nóng lòng tiến vào trong sơn cốc mà ở bên ngoài cẩn thận xem xét cuối cùng đưa ra được kết luận đó nơi này thật thú vị Bên trong cánh cửa Đông Hải yêu linh này, so với những nơi ta đã tới tìm bảo vật rõ ràng hoàn toàn bất đồng, ánh mắt Vương Lâm lóe ra những tia sáng lạ lùng, nhìn về phía Sơn Cốc được trận pháp bảo vệ, một lúc sau, tay phải Vương Lâm điểm về khoảng không phía trước một cái, nhất thời trên đầu ngón tay hắn linh quang chợt lóe lên, bắn ra nhanh chóng bay tới Sơn Cốc, chẳng qua khi linh khí vừa mới tiến vào Sơn Cốc thì đột nhiên trận pháp bên ngoài Sơn Cốc lập tức truyền ra những tiếng ầm ầm, một luồng khí màu xanh bỗng nhiên từ trong trận pháp hiện ra lập tức thôn vệ linh quang do vương lâm phóng ra ngay sau đó một loạt tiếng huyên náo từ trong sơn lập tức chuyển tới ánh mắt vương lâm lóe lên lui lại vài bước thân thể lập tức biến mất bên trong sơn cốc lóe lên những trận quang băng sáng ngời sau đó ba người đi ra ba người này đều là nửa người xích lõa thân thể có thứ chất lòng xanh biếc bao trùm trong tay cầm những vũ khí loang lổ trong nháy mắt khi ba người đi ra khỏi sơn cốc ánh mắt lập tức lộ vẻ cảnh giác cẩn thận quan sát bốn phía một lúc sau ánh mắt ba người này lộ vẻ nghi hoặc nhìn lần nhau rồi xoay người quay trở lại sơn cốc trong nháy mắt thân ảnh họ biến mất trong sơn cốc thân hình vương lâm lại hóa thành một làn khói xanh theo sát họ chẳng qua khi hắn vừa chạm vào trận pháp bảo vệ sơn cốc thì trận pháp liền lập tức chuyển động ánh sáng xanh lại lập tức lóe lên một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt lập tức tràn ngập bốn phía vương lâm nhướng mày thân ảnh lui lại mấy bước hắn vừa lùi lại ánh sáng xanh trên trận pháp liền lập tức tiêu tan thú vị ánh mắt vương lâm lạnh lùng hẳn tác dụng của trận pháp này hiển nhiên là để bảo vệ bảo vệ tất cả những gì ở trong sơn cốc này nếu không phải là người trong này nếu mạnh mẽ xông vào thì trận pháp sẽ triển khai toàn bộ uy lực đem tất cả những người xông vào giết sạch trận pháp này cực kỳ xảo diệu vương lâm nhận thấy trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng phá giải ánh mắt hắn trầm xuống đơn giản ngồi khoanh chân xuống ngoài sơn cốc bình tĩnh nhìn trận pháp này chẳng nói một lời thân ảnh hắn vừa lộ ra lập tức khiến những người trong sơn cốc chú ý hầu như ngay khi hắn vừa khoanh chân ngồi xuống không lâu trong sơn cốc lập tức lóe lên ánh sáng ngay sau đó có bốn người đi ra trong bốn người này có ba người vừa rồi đã xuất hiện còn một người mới vẻ mặt đầy sát khí trong tay cầm một cây trường côn màu đen bên ngoài cũng có u quang lập lòe trong nháy mắt hắn đi ra không nói một lời liền hung hăng ném trường côn về phía trước bay thẳng về phía vương lâm cùng lúc đó khóe miệng người này lộ một nụ cười khát máu chân bước nhanh xông tới ba người phía sau cũng gả thét cầm vũ khí loang lổ trong tay phóng về phía vương lâm ánh mắt vương lâm bình thản đảo qua một cái cây côn đang lao tới lập tức tan nát người đang cười đầy vẻ khát máu kia nhất thời ngẩn ra ngơ ngác nhìn cây côn đã tan tành giữa không trung há miệng không nói được nên lời ba người phía sau cũng dừng chân vương lâm không nói nhảm với bọn họ tay phải chụp một cái bốn người này kêu lên kinh hãi thân thể họ lập tức bị một lực lượng vô hình vây lại nắm tới đưa sang một bên bị vương lâm giam lại không thể nhúc nhích đối với những người trong thân thể không có chút linh lực lấy thân phận của vương lâm vốn không đối phó với họ nhưng nơi này quá mức quỷ dị chỉ một sơn cốc lại có thứ trận pháp thượng cổ bậc này tồn tại, vì muốn biết rõ mọi nguyên nhân, phương Lâm chỉ có thể lần ra đầu mối từ những người bên trong sơn cốc này, thuận tay bắt giữ bốn người này, thần sắc Vương Lâm như thường, tiếp tục ngồi xuống, chẳng bao lâu, trong sơn cốc vang lên những tiếng ồn ào, sau đó mấy luồng ánh sáng lóe lên, lúc này bên trong sơn cốc đi ra hai người, trên thân thể hai người này không vẻ thứ chất lòng xanh biếc kia nhưng lại có một cỗ khí tức kỳ dị toát ra, bọn họ hầu như vừa rời khỏi sơn cốc liền lập tức cắn chót lưỡi, phun một mụn máu tươi về phía trước máu tươi không phải phun về phía vương lâm mà rơi xuống mặt đất phía bên ngoài sơn cốc sau đó hai người này lập tức quay đầu chạy vào trong sơn cốc ánh mắt vương lâm bình thản hai tay chụp vào hư không một cái liền bắt được hai người này ném sang một bên hắn nhìn lại chỗ máu tươi hai người này phun trên mặt đất lúc này chỉ thấy nơi đó đột nhiên dâng lên một làn sương mù đỏ như máu sương mù lúc mới đầu không dày nhưng càng về sau lại sôi trào lên bao phủ dày đặc toàn bộ bên ngoài sơn cốc vương lâm vẫn ngồi khoanh chân ở đó ánh mắt bình thản nhìn về phía sơn cốc không thi triển bất cứ pháp thuật gì, đợi tới sau khi huyết vụ cực kỳ dày đặc rồi, đột nhiên bên trong sơn cốc truyền ra những tiếng rít cào cực kỳ mãnh liệt. trong tiếng gào thét này, một bóng đen từ bên trong sơn cốc đi ra, người này ẩn trong huyết vụ, nhất thời khiến vương lâm cảm thấy rất quỷ dị. trả lại tộc nhân cho ta, ngươi cút ngay khỏi bộ tộc ta, nếu không chết. một âm thanh lạnh như băng từ trong miệng bóng đen nơi huyết vụ vang lên, thần sắc vương lâm như thường, hơi nhẹ một tiếng, thân thể đứng lên, bỗng nhiên bước về phía trước một bước dưới một bước này lập tức bốn phía xung quanh vương lâm xuất hiện vô số đợt sóng không khí chấn động kịch liệt theo bước chân của vương lâm ầm ầm đánh tới từng bước đi tới làn sóng ầm ầm đánh ra cơ hồ chỉ trong nháy mắt huyết vụ bao trùm sơn cốc lập tức như băng tuyết dưới ánh mặt trời lập tức phát ra những tiếng xèo xèo sau đó với tốc độ mắt thường có thể nhận thấy tan biến đi cả quá trình này diễn ra chưa tới ba nhịp thở sau đó huyết vụ đã hoàn toàn tiêu tan chỉ còn lại một ngoài toàn thân mặc hắc bào đang đứng ngoài sơn cốc đôi mắt lộ vẻ khiếp sợ ngơ ngác nhìn Vương Lâm đang từng bước đi tới, thân thể hắn lùi lại phía sau, nhưng lúc này tay phải Vương Lâm chụp vào hư không một cái, người này không tự chủ được liền bay về phía trước, rơi xuống trước người Vương Lâm, lạnh lùng nhìn người này, Vương Lâm phất tay phải, ném hắn vào chỗ sáu người còn lại, xong việc, Vương Lâm lại đánh giá trận pháp một chút rồi khoanh chân ngồi xuống, chẳng nói một lời, thần thông như sấm sét ấy khiến đám người trong cốc yên tĩnh lại, sự yên tĩnh này kéo dài tới ba ngày, ba ngày này Vương Lâm cũng chẳng làm gì, chỉ ngồi im lặng bên ngoài cốc sáng sớm ngày thứ tư bên ngoài trận pháp đột nhiên vang lên những tiếng ầm ầm sau đó một lão giả tóc bạc trông đầy vẻ tăng thương trong tay cầm một cây quả trượng màu đen từng bước một từ trong cốc đi ra phía sau hắn là mười một sinh vật thân châu mình người toàn thân xích lõa những người này đều xanh sao vàng vọt nhưng trong ánh mắt lại lấp lánh hữu thần tu sĩ từ bên ngoài tới người đã ở đây mấy ngày rồi sự lỗ mãng trước đây của chúng ta mong ngươi không để ý tới lão phu tên là âu dương hoa chính là trưởng lão của sơn cốc hay là ngươi thả tộc nhân của chúng ta ra ta và người cùng nói chuyện cặn kẽ có được hay không thân thể lão giả hiển nhiên là cực kỳ yếu ớt đi ra khỏi cốc liền nhẹ giọng nói từ khi lão phu có thể nhớ thì đã sinh hoạt ở nơi này tới bây giờ không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng rồi âu dương hoa ngồi ở ngoài sơn cốc trước người hắn đặt một chiếc bàn do xương cốt chế thành bên trên đặt chút hoa quả vương lâm khoanh chân ngồi đối diện thần sắc như thường những người hắn bắt đều đã được thả ra trở lại bên trong sơn cốc nơi này rốt cục lớn thế nào ta cũng không biết nhưng lão phu biết ngoài ba ngàn dặm có một tòa thành trì rất lớn nơi đó là một cổ yêu thành lão phu khi còn nhỏ đã được ở đó học tập vì thế mới đạt được tuổi thọ cao như thế tu sĩ từ bên ngoài tới ta biết người muốn gì nhưng ta nghĩ thứ ngươi muốn không thể ở bộ tộc ta được âu dương hoa bình tĩnh nói người biết ta đến từ đâu sao ánh mắt phương lâm bình thản chậm rãi nói từ khi ngươi xuất hiện bên ngoài sơn cốc ta đã biết ngươi không phải là người của vùng đất này phải nói ngươi cũng như những người khác cứ 400 năm lại tới một lần mỗi lần tới đây lại khiến nơi này tràn ngập gió tanh mông máu cho nên chúng ta cũng không chào đón ngươi âu dương hoa than nhẹ thần sắc phương lâm như thường nói chứ ta ra ngươi có tin tức của những người khác từ bên ngoài tới không tạm thời không có ta hy vọng sau này cũng không có người từ bên ngoài tới nơi này không có vật ngươi cần mọi chuyện ta cũng đã nói xong vậy xin ngươi hãy rời đi đi ngươi có thể tới cổ yêu thành kia ở nơi đó ngươi sẽ tìm thấy thứ cần tìm âu dương hoa kiên quyết nói ngươi hai lần nói tới vật ta cần tìm vật ấy là gì vương lâm bình thản nói sắc mặt âu dương hoa trầm xuống đứng dậy nhìn vương lâm nói người từ bên ngoài tới những điều ngươi muốn biết ta đã trả lời xong tuy rằng ngươi có chút thần thông nhưng nếu không phải ta không muốn dây dưa với ngươi thì đã không bỏ qua cho chuyện ngươi bắt giữ tộc nhân của chúng ra ngươi có có lầm lẫn nếu trong vòng ba nhịp thở mà ngươi còn không rời khỏi nơi này thì chớ trách lão phu trở mặt vô tình ánh mắt vương lâm lạnh lùng nhìn chằm chằm vào lão giả tay phải vỗ vào hư không một cái lập tức một đạo thanh quang ngưng tụ trước người hắn sau đó lóe sáng yên hồi, cao thét lao thẳng tới phía sơn cốc, trận pháp bên ngoài sơn cốc lập tức vận chuyển, trong nháy mắt khi thanh quang này đánh tới liền phát ra những tiếng ầm âm vang dội, Vương Lâm hừ lạnh, tay phải vỗ túi chữ vật, cầm phiên liền xuất hiện trong tay hắn, hắn vắt tay một cái, 999 tổ cấm chế lập tức hóa thành những đạo cấm khí màu đen, tràn ngập bốn phía, lúc này phía trước thân hình Vương Lâm có vô số hắc khí, trông chẳng khác gì ma tôn, ánh mắt lạnh như băng của hắn đã có thêm uy áp vô tận, phá trận tiếng nói của vương lâm như truyền từ nơi cửu u tới vừa dứt lời lập tức 999 đạo cấm khi điên cuồng lao ra không ngừng đánh sâu vào trận pháp sắc mặt âu dương hoa đại biến trở nên âm trầm cực độ hắn nhìn chằm chằm vào vương lâm một lúc sau liền cười lạnh thân thể nhoáng lên trước mặt vương lâm hóa thành một vài điểm sáng rồi tan biến ánh mắt vương lâm lạnh như băng hắn đã sớm nhận ra âu dương hoa trước mặt cũng không phải là một thân thể thực sự mà chỉ là một thế thân hư ảo mà thôi nếu không phải hắn đã quan sát ngoài sơn cốc hồi lâu lại tỉ mỉ nghiên cứu cổ cấm chế mơ hồ cảm thấy có thể phá trận được thì hắn sao có thể dễ dàng thả mấy người kia ra chứ hai tay vương lâm bắt quyết điểm vào trận pháp trên sơn cốc một cái miệng quát khẽ bạo những tiếng ầm ầm vang lên quanh quẩn trong thiên địa cả sơn cốc rung động kịch liệt giống như điện long đang cuộn mình thượng cổ trận pháp lúc này lóe lên quang mang sáng ngời cùng lúc này trong sơn cốc truyền ra tiếng nói tang thương của âu dương hoa người từ bên ngoài tới ta cho ngươi thời gian ba nhịp thở nếu ngươi vẫn không đi thì lão phu sẽ mở trận pháp công kích, đến lúc đó thì ngươi chắc chắn phải chết. Ngương, Vương Lâm lại quát khẽ, lời nói vừa dứt, nhất thời 999 đạo cấm khí lập tức truyền ra những tiếng nổ ầm ầm, từng đạo cấm khí điên cuồng tự bạo, sinh ra một lực tấn công cường đại, điên cuồng đánh lên trận pháp, trận pháp lại run rẩy kịch liệt lần nữa, tiếng nói của Âu Dương Hoa lập tức bị cắt đứt, từ trong sơn cốc truyền ra những tiếng gầm thét phẫn nộ, lúc này bên ngoài sơn cốc, thanh quang hiện ra chói sáng, thanh quang này trong nháy mắt đã dày đặc cực kỳ những đạo thanh quang như sóng gợn bao phủ toàn bộ mọi vật ngoài sơn cốc từ hoa cỏ cây cối tới những tảng đá mặt đất những gợn sóng này vừa mới xuất hiện lập tức tạo nên một lực hút kỳ dị hút mọi thứ về phía thanh quang bên trong cốc lúc này thanh quang bên trong sơn cốc đột nhiên lé lên giống như một ngọn lửa bùng cháy sau đó nhanh chóng hình thành một bóng người hư ảo màu xanh hư ảnh này trông giống người nhưng cao mấy trượng mờ mờ ảo ảo không rõ tướng mạo bên ngoài hư ảnh này bao phủ bởi ánh sáng màu xanh hư ảnh này vừa hiện lên bên trong cóc liền truyền ra tiếng nói của âu dương hoa người từ bên ngoài tới mọi chuyện đều là do người tự chuốc lấy thanh ảnh giết hắn lấy hồn phách của hắn làm tế phẩm cho yêu linh tối nay vừa dứt lời thanh ảnh liền truyền ra âm thanh giống như tiếng người gầm thét tiếng gầm gừ này không lớn nhưng lại khiến bầu trời đột nhiên biến sắc khiến đại để chấn động việc này diễn ra trong nháy mắt nhưng lại làm vương lâm sững lại miệng hắn lộ một nụ cười khó nhận ra giơ tay phải bắt quyết điểm vào hư không một cái trong miệng nói khẽ cấm pháp chi mâu, tay phải của Vương Lâm chụp một cái vào hư không, những đạo cấm khí màu đen như du long từ phía chân trời bay tới, lao về dày đặc khiến toàn bộ thiên địa như như bị bao phủ bởi một đám du long màu đen, nhất là từ trong đó còn truyền ra những tiếng gào khóc, cảnh tượng này giống như ma quân từ nơi địa phủ tràn tới, hắc khí gào thét chói tai, nhanh chóng ngưng tụ lại trên tay phải Vương Lâm, cuối cùng một thanh trường mâu đen kịt dài ba trượng xuất hiện trong tay hắn, trên thanh mâu này có những gợn sóng màu đen quanh quẩn, lại có cả tiếng sấm đi đừng lợn lờ xung quanh cây mâu khiến uy thế của nó tăng lên, nhất là ở lưỡi mâu có một đạo u quang hiển hiện, ở dưới ánh mặt trời giữa chưa lại càng chói mắt vô cùng. Ngay khi thanh âm của Âu Dương Hoa vừa dứt, trường mâu trong tay Vương Lâm đã phung ra, hóa thành một tia chấp màu đen hướng thẳng tới hư ảnh màu xanh do trận pháp tạo thành. Tia chấp này cắt ngang chân trời, như một đạo cầu vồng, một nét bút của thần linh ầm ầm lao tới hư ảnh, khí thế như thể xé trời rạch đất, như bạch phân bay qua ngàn dặm trong chớp mắt. Nó gào thét phá không lao đi, như dẫn dụ cả sấm sét trên trời khiến bốn phía xung quanh ầm ầm vang động. Đăng ký, like video ủng hộ kênh Ki quy chuyện nhé, cảm ơn. Trường mâu phá không lao tới, giống như sấm sét từ chín tầng trời cao giáng xuống, trực tiếp đánh thẳng vào thanh ảnh do trận pháp tạo thành. Thanh ảnh kia trông mơ hồ, không rõ ngũ quan, chỉ có thể thấy hình dạng như ẩn như hiện mà thôi. Chỗ hai mắt của nó lúc này hiện lên vẻ kỳ dị, nó giơ tay phải lên, không ngờ lại bắt quyết như tu sĩ, miệng mấp máy như đang đọc khẩu quyết, nhất thời những ánh sáng xanh trên cây cỏ, trên mặt đất bốn phía lập tức lóe lên cơ hồ trong nháy mắt, bốn phía đều tràn ngập ánh sáng xanh, những chuyện này đều diễn ra trong thời gian cực ngắn, Vương Lâm khi vừa thấy thanh ảnh lại có động tác giống tu sĩ, hai mắt dựng lại, sau đó không quản tới trường mâu, thân thể lập tức lui lại phía sau hơn 10 trượng, thân hình Vương Lâm còn đang lùi lại, trường mâu đã nhanh như chớp đánh thẳng tới thanh ảnh, cùng lúc này, trong mắt Vương Lâm lộ ra tia sáng kỳ dị, hai tay hắn bắt quyết, thân thể sau khi lùi ra khỏi vị cốc, trong đầu liền hiện lên một đám cầm chế tổ hợp cầm chế này lóe lên từng đạo phù văn tỏa ánh sáng kỳ dị những phù văn này hợp lại một chỗ sau đó lại lập tức tản ra rồi lại hợp lại chẳng qua sau vài lần thì những phù văn cầm chế này liền tách ra mỗi nơi một cái nếu nhìn kỹ sẽ thấy những phù văn tách riêng ra này đã bao gồm mấy chục cấm chế giống nhau trong đó chuyện này liên tục diễn ra cứ như là một vòng tròn luân hồi vậy đối với vương lâm mà nói thứ này là một kiểu tính toán việc tính toán này thực ra ngay khi vương lâm thấy trận pháp thượng cổ này lần đầu tiên khi khoanh chân ngồi xuống đã bắt đầu sở học của Vương Lâm cũng không phải cấm chế tầm thường mà là thượng cổ cấm chế của cổ thần năm xưa. Trên thực tế loại thủ pháp này đã ra đời từ thời kỳ cực xa xưa, cho dù là thượng cổ tu sĩ cũng chỉ nắm được chứ không sáng tạo thêm được. 57 cái rồi vẫn phải tiếp tục, ánh mắt Vương Lâm sững lại, trường mâu do cấm khí tạo thành phóng tới thanh ảnh. Ngay khi thân thể Vương Lâm lui lại phía sau mấy trượng, trường mâu đã tới sát thanh ảnh trong vòng một trượng, tốc độ quá nhanh, mang theo tiếng kêu xé gió, sau đó đánh sâu vào bên trong thanh ảnh, trong nháy mắt, thanh ảnh nọ như bị gió mạnh thổi qua tan nát chẳng qua chỉ trong nháy mắt khi nó tan nát ánh sáng xanh đang tỏa ra khắp bốn phía đột nhiên tối sầm lại nhưng ngay lập tức nó lại phát sáng chói lòa bên trong phạm vị ngàn trượng ngoài sơn cốc tất cả thứ ánh sáng xanh lúc này đều phát sáng chói mắt dày đặc từng luồng ánh sáng lơ lửng bay lên chúng phát sáng và kết hợp lại với nhau chuyện này dường như xảy ra ngay trong chớp mắt khi thanh ảnh kia tan nát sau đó hoàn toàn biến mất biến hóa này xảy ra quá nhanh căn bản không ai có thể kịp phản ứng thậm chí với tốc độ của trường mâu cấm khí cũng chỉ bay ra được vài trượng mà thôi, nhưng đúng lúc này, Vương Lâm đang lùi lại bỗng dưng mở to đôi mắt, lúc này trong đầu hắn vẫn đang tính toán liên tục, hơn nữa đã gần hoàn thành tính toán ra tổ hợp cấm chế, tuy vậy hai mắt hắn vẫn luôn chăm chú nhìn trận pháp, giờ phút này trong mắt hắn, trong phạm vi ngàn trượng bên trong trận pháp đã bị thanh quang dày đặc bao vây, ở ngoài sơn cốc ngàn dặm đã hình thành một cái lồng bằng thanh quang thật lớn, thân thể Vương Lâm hiển nhiên đã bị cái lồng này vây lại, chỉ thấy ánh sáng xanh lóe lên. Lúc này không biết bao nhiêu luồng sáng đồng thời lóe lên không ngừng, dưới ánh sáng ấy, trường mâu do cấm khí tạo thành oanh một tiếng liền bị phân thành hai, trường mâu do cấm khí tuy bị hủy nhưng Vương Lâm không hề có vẻ đau lòng, dù sao thì trường mâu này cũng chỉ là do cấm khí biến ảo ra mà thôi, còn chuyện nó không thể phá vỡ trận pháp này thì Vương Lâm sớm đã tính trước, trừ phi tìm đúng địa phương không có gì bảo vệ mà phóng trường mâu này thì may ra mới thể hiện được công kích cực mạnh của nó, Vương Lâm sử dụng trường mâu này thực ra mục đích chính là để có thêm thời gian tính toán, lúc này hắn đã tính gần xong bất cứ lúc nào cũng có thể hoàn thành việc tính ra phương pháp phá trận trường mâu do cấm khi tạo thành đã bị hủy bốn xung quanh là lồng giam do thanh mang tạo nên vương lâm bị nhốt trong đó nhưng thần sắc của hắn vẫn như thường chẳng có nửa điểm hoảng hốt những tính toán trong đầu hắn lại càng được đẩy nhanh trong sơn cốc lúc này truyền ra tiếng cười lạnh của âu dương hoa người từ bên ngoài tới trận pháp của tộc ta ngươi thấy thế nào người bây giờ rời khỏi đây cũng không muốn chỉ cần tự cắt một tay một chân lấy nguyên thần để ta hấp thu ba phần thì ta sẽ thả ngươi rời đi. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn Sơn Cốc, trong mắt lúc này không ngờ lại lóe ra những hư ảnh của phù văn, cuối cùng hư ảnh đó đột nhiên điên cuồng ngưng tụ trong mắt hắn. Thứ 83, đây đã là cực hạn rồi, hẳn là cũng đủ để phá vỡ trận này. Trong một khắc cuối cùng, tính toán trong đầu Vương Lâm cũng đã có đáp án. Giờ phút này trong hai mắt hắn tỏa ra ánh sáng như từ địa ngục đưa tới, khiến người ta nhìn vào mà nội tâm run rẩy. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào Sơn Cốc, giọng nói lại như băng, càn rỡ những lời ngông cuồng như vậy mà cũng dám nói trong cốc lại truyền ra tiếng cười điên cuồng của âu dương hoa đã thấy lão phu phải xem ai mới là kẻ can dỡ thanh ảnh bắt rồi giết hắn đi vừa dứt lời quang võng hơn ngàn trượng trong nháy mắt liền thu lại phía sơn cốc tốc độ cực nhanh trong nháy mắt chỉ còn cách vương lâm hơn mười trượng thanh măng chỉ lóe lên một cái đã hoàn thành người từ bên ngoài tới ngươi sẽ trở thành yêu ảnh thứ hai của sơn cốc chúng ta âm thanh của âu dương hoa truyền ra từ trong sơn cốc đầy vẻ tàn nhẫn thân thể vương lâm cũng không động đậy nhưng trong hai mắt liền hiện lên một đạo phù văn kỳ dị những luồng ánh sáng quỷ dị từ trong phù văn phát ra mỗi đạo phù văn đều lập lòe đầy yêu dị đồng thời phù văn trong mắt vương lâm tỏa ra hướng về bốn phía đánh tới đạo phù văn thứ nhất tỏa ra ánh sáng yêu dị trực tiếp từ trong mắt vương lâm lóe ra rơi vào khoảng không hóa thành từng đợt sóng lăn tan trong chớp mắt liền biến mất nhưng thanh măng từ xa đang điên cuồng tiến lại những nơi nó đi qua hết thảy mọi sinh vật đều héo rũ toàn bộ dường như thanh quang này có thể thôn phệ vạn vật vậy nó từ ngoài hướng vào trung tâm phạm vi ngày càng nhỏ lại đồng thời khí tức của nó phát ra càng lúc này mạnh chỉ một lát sau thanh mang lóe lên đã tới chỉ còn cách vương lâm ba trượng chẳng qua chính vào lúc này một phù văn cấm chế đầy đủ từ trong mắt vương lâm lóe ra tan vào hư vô tạo thành những đạo sóng gợn va chạm với thanh mang chẳng có âm thanh kinh thiên động địa gì vang lên nhưng chỉ thấy thanh võng bốn phía đang điên cuồng co lại lập tức truyền ra những tiếng xèo xèo xu thế thu lại cũng tự dưng chậm hẳn ánh mắt vương lâm lóe sáng lúc này mười cái phù văn cấm chế đầy đủ đột nhiên xuất hiện trực tiếp hóa thành hư vô tạo ra những đợt sóng gợn tản ra khắp nơi thanh võng đang chậm lại lúc này vang lên tiếng xèo xèo càng kịch liệt lúc này những vết nứt đột nhiên xuất hiện răng rắc lan ra khắp thanh võng ba mươi đạo cấm chế tổ hợp hai mắt vương lâm lóe sáng lúc này ba mươi đạo cấm chế tổ hợp từ trong mắt vương lâm hiện lên tan vào trong không khí thanh võng bên ngoài ba trượng lập tức tan tành hóa thành những điểm sang màu xanh trông giống như một bầu trời đầy sao cực kỳ đẹp mắt thần sắc vương lâm như thường nhìn về phía sơn cốc lúc này trong mắt hắn lóe lên những tổ hợp cấm chế phù văn yêu dị lập tức hơn 40 tổ hợp cấm chế thoáng hiện lên tay phải vương lâm điểm vào hư không trước mặt một cái ánh mặt lạnh như băng tổ hợp cấm chế vừa thoáng hiện ra lập tức nhoáng lên toàn bộ nhằm hướng sơn cốc đánh tới dung nhập với tổ hợp cấm chế đầy đủ trong không trung hóa thành một đạo sóng gợn đến giờ tổng cộng đã có 83 tổ hợp cấm chế được đánh ra đây là kết quả do vương lâm sau một thời gian dài quan sát trận pháp nọ mới nghĩ được biện pháp phá giải trên cả sơn cốc trong chớp mắt lập tức hiện lên một lượng lớn thanh mang thanh mang này toàn bộ đều từ trong sơn cốc tỏa ra chẳng qua thanh mang vừa xuất hiện trong nháy mắt đã bị những phù văn cầm chế kia lóe lên trên đó mỗi một lần phù văn lóe lên là lại có một lượng lớn thanh mang vô thanh vô tức ảm đạm đi sau đó biến mất ánh mắt vương lâm như điện bước lên hướng về sơn cốc đi tới theo bước chân của hắn càng có nhiều thanh mang trong sơn cốc cào thét lao ra chúng tụ lại một chỗ hình thành một cột sáng màu xanh lớn cỡ mấy trượng điên cuồng lao ra ầm ầm đánh thẳng về phía vương lâm thần sắc vương lâm như thường bước chân không hề dừng lại vẫn điểm tĩnh bước tới cột sáng màu xanh ầm ầm đánh ra nhưng khi còn cách vương lâm hơn mười bước chân liền bị những đạo phù văn cấm chế hiện lên cản lại cột sáng này liền lập tức ảm đạm đi sau đó bị đánh tan nát một phần vương lâm vẫn bước tiếp từng bước đi về phía sơn cốc cột sáng màu xanh cùng với bước chân của vương lâm liên tiếp lùi lại không ngừng bị đánh tan dần Kỳ vương lâm chỉ còn cách sơn cốc hơn 10 bước thì thanh quang đã hoàn toàn tiêu tan cùng lúc đó cả sơn cốc bỗng nhiên chấn động lực lượng bảo vệ bên ngoài đó điên cuồng tiêu tán thượng tiên lưu tình lưu tình âu dương hoa biết sai rồi tiếng nói của âu dương hoa từ phía trong sơn cốc truyền ra tiếng nói của âu dương hoa vội vã mang theo vẻ khổ sở chỉ thấy hắn trừ trong sơn cốc dẫn theo 10 người đi ra những người này tuy tuổi tác không giống nhau nhưng đều là đàn ông trên thân thể vẽ đầy thứ chất lỏng màu xanh biếc âu dương hoa sau khi hiện thân nhìn vương lâm ở ngoài mười bước trong mắt hiện lên một tia phức tạp sau đó thầm than một tiếng cung kính vái một cái dùng ngữ khí thần phục nói âu dương hoa không biết ngài là thượng tiên mọi chuyện trước đây xin nguyện một mình gánh chiều xin thượng tiên nể trời cao có đức hiếu sinh mà đừng phá hủy trận pháp khiến cho tất cả tộc nhân bại lộ dưới yêu linh trở thành thức ăn của bọn chúng phía sau âu dương hoa mười người kia cũng nhìn về phía vương lâm trên mặt lộ vẻ sợ hãi vương lâm liếc nhìn đám người này một cái tay phải giơ lên điểm một cái lên hư không lập tức trong không trung truyền ra từng đợt sóng gợn những đợt sóng gợn này giống như một tấm vải xuất hiện uốn lượn trong thiên địa một lúc rồi từ từ tiêu tan không còn sóng gợn này tồn tại trận pháp phía ngoài sơn cốc liền hồi phục một chút tốc độ tiêu tán của thứ lực lượng bảo vệ kia từ từ chậm lại sau đó ngừng hẳn âu dương hoa cuối cùng cũng thở phào một hơi ánh mắt nhìn về vương lâm vừa phức tạp nhưng mang theo một tia tôn kính thượng tiên thời gian không còn sớm nữa chỉ e đêm yêu linh đã tới xin mời vào trong cốc nói chuyện âu dương hoa vội vàng nói sau đó cắn đầu ngón tay vẩy một giọt máu lên vách đá ở một bên sơn cốc lập tức cả sơn cốc như một người khổng lồ đang ngủ say bừng tỉnh giấc những âm thanh ầm ầm từ bên trong truyền ra cùng lúc đó hai bên vách đá giống như một tấm màn xuất hiện những chuyển động sau đó giống như bị một thanh đao chém rách đột nhiên phân thành hai một thông đạo thẳng tắp bỗng nhiên xuất hiện từ bên trong sơn cốc kéo dài xuyên qua chỗ mấy người âu dương hoa tới chân vương lâm xin mời thượng tiên âu dương hoa tỏ vẻ cung kính nói vương lâm cũng không nói gì thêm đối với nơi này hắn thực sự có rất nhiều chuyện muốn biết rõ ràng hắn liền cất bước tiến thẳng vào bên trong sơn cốc có một cảm giác mùa xuân tràn ngập nơi này giống như một phường thị của tu sĩ bên trong san sát những phòng ốc đơn sơ chẳng qua trong đó không có bán ngọc giản pháp bảo như phường thị của tu sĩ mà thôi quang cảnh trong cốc khá ưu nhã cây cối nhiều lúc này mặt trời đã sắp lặn nhưng trong cốc vẫn dập bóng cây xanh mát trong mấy căn phòng vương lâm liếc mắt nhìn qua liền thấy có mấy người đang ẩn trong đo hầu như trong mỗi một căn phòng đều có người những người này đều là nữ tử và hài đồng trang phục của các nàng không giống như nam nhân một nửa xích lõa mặt toàn thân kỳ đáo còn những hài đồng thì có một vài đứa thừa dịp mẫu thân không ở bên cạnh len lén thò qua cửa sổ nhìn ra ánh mắt của chúng lộ rõ hắc bạch phân minh đầy vẻ ngây thơ trong nháy mắt thấy cảnh này bước chân vương lâm dững lại mọi chuyện trước mắt so với suy nghĩ của hắn khác nhau quá xa vương lâm nhướng mày hắn tuy rằng không phân biệt được chính tà tùy tâm mà làm nhưng lúc này cũng không khỏi cảm thấy xấu hổ lấy tu vi anh biến trung kỳ của mình hao hết tâm thần phá trận để rồi không ngờ lại thấy một thôn sóng bên trong. Mọi người nơi này chứ người được gọi là trưởng lão Âu Dương Hoa kia ra thì toàn bộ đều là phạm nhân. Thần thức của Vương Lâm đảo qua một lượt khắp cả sơn cốc. Âu Dương Hoa và tộc nhân nơi này thấy bước chân Vương Lâm đột nhiên dừng lại, con mày đánh giá bốn phía lập tức trong lòng run lên. Thậm chí có một số tộc nhân cắn cắn môi, nắm chặt tay, bọn họ nghĩ nơi này chính là nhà mình, vì nơi này bọn họ có thể từ bỏ tất cả, kể cả tính mạng. Âu Dương Hoa bước ngay lên phía trước, đứng sau Vương Lâm khổ não nói, thượng tiên có chuyện gì sao vương lâm xoay người ánh mắt nhìn về mấy người phía sau âu dương hoa với tâm trí của vương lâm hiển nhiên chỉ liếc mắt là hiểu được suy nghĩ của bọn họ vương lâm trầm mặc hồi lâu hướng về phía mấy người này ôm quyền nhẹ giọng nói vương lâm đã quấy dày rồi thôi không vào cốc nữa nói xong hắn hơi trầm ngâm tay phải vuốt túi chữ vật lấy ra ba bình ngọc ném ra phía trước ba bình ngọc này liền nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất ba cái bình ngọc này có chứa mấy chục viên đan được có thể cố một bồi nguyên lần này vương lâm quấy dày đây coi như là tạ lỗi vương lâm thầm than lắc đầu đi ra phía ngoài sơn cốc ánh mắt âu dương hoa lóe lên ánh sáng chưa từng có hắn vẫy mấy cái bình ngọc này tiến lên vài bước cầm lấy sau khi mở ra hít sâu một hơi sắc mặt không tự chủ được đại biến sau đó lập tức cất vào trong lồng ngực hắn xoay người lại hướng về mấy tộc nhân phía sau liên tục nói một thứ ngôn ngữ khác mấy người này gật đầu một số người còn hướng về phía vương lâm cười đầy thiện ý cuống quýt ông quyền sau khi âu dương hoa nói xong toàn bộ hơn 10 người này đều tản ra, trở về nhà, không lâu sau những âm thanh náo nhiệt dần dần xuất hiện, bên trong sơn cốc, hai đồng đều chạy ra chơi đùa, những nữ tử trốn trong phòng cũng đều đi ra, hầu như chỉ trong nháy mắt, bên trong sơn cốc trước đó vắng lặng giờ đã tràn ngập sinh cơ, thượng tiên xin dừng bước, dừng bước, Âu Dương Hoa tiến lên mấy bước, cuốn quyết nói, vẻ mặt hắn cực kỳ chân thành, vương lâm không nói gì, vẫn bước đi, thầy đã cần tới bên ngoài cốc, hắn muốn rời khỏi nơi này, tiếp tục phi hành về hướng Tây hắn muốn thấy sự thần bí của nơi đây nhất là cổ yêu thành ở ngoài ba ngàn dặm vương lâm càng muốn mau mau tới xem về phần chuyện định hỏi đối phương vương lâm đã không còn hứng thú đôi mắt hồn nhiên trong sáng của những hài đồng kia nỗi sợ hãi trong ánh mắt của nữ tử những điều đó khiến vương lâm nhớ lại rất nhiều chuyện thượng tiên tối nay là đêm yêu linh người nếu ở bên ngoài một mình thì pháp lực có thông thiên cũng không thể đối kháng được với số lượng yêu linh đông đảo được không bằng hãy ở lại nơi này nếu muốn đi thì mai đi cũng không muộn âu dương hoa không dám lại quá gần cao giọng nói đây là lần thứ hai vương lâm nghe thấy âu dương hoa nhắc tới ngày yêu linh bước chân hắn dừng lại xoay người nhìn về phía âu dương hoa đêm yêu linh là cái gì thượng tiên việc này lão hủ sẽ kể chi tiết với ngài hay ngài tới nhà lão hủ được không âu dương hoa vội vàng nói vương lâm hơi trầm ngâm một chút sau đó gật đầu nhà của âu dương hoa ở phía bắc sơn cốc nơi này trong vòng 10 trượng bốn xung quanh đều không có nhà cửa khác do vậy trông có vẻ không tầm thường căn nhà này hình tròn trông như một cây nấm trên mặt đất màu sắc bên ngoài chủ yếu là màu xanh, trong nhà cũng không lớn, chỉ kê một cái dương và một cái bảng gỗ, bốn xung quanh có một vài linh vật vỡ, trên tường treo vài vật trang trí, trong đó có một bức tranh đặt ở vị trí không mắt mắt, đứng trong phòng, ánh mắt Vương Lâm rơi trên bức tranh đó, trầm ngâm không nói, bức tranh này đã ố vàng, nhiều chỗ nứt nẻ, mặt giấy đã nhăn, hiển nhiên là do thời gian đã quá lâu rồi, trên bức tranh có một nam tử trung niên khoảng 40 tuổi, nam tử này mặc trang phục kỳ dị, ánh mắt nhìn về phía xa xa giống như đang trầm tư tay phải hắn tùy ý đặt trước ngực tạo một ấn ký cổ quái ở một vị trí khác trên bức tranh chính là nơi nam tử này đang nhìn trên bầu trời có một hư ảnh ẩn hiện trong màn sương đen chẳng qua bức tranh này đã quá lâu rồi nên không thể nhìn rõ rốt cục hư ảnh trong hắc vụ đó là vật gì âu dương hoa cung kính đứng một bên ánh mắt hắn theo ánh mắt vương lâm nhìn về phía bức tranh trong đó lại lộ ra một tia nhu tỉnh trận pháp bên ngoài cốc đã tồn tại từ bao giờ ánh mắt vương lâm vẫn dừng lại trên bức tranh hắn chậm rãi trầm giọng hỏi trận pháp này đã tồn tại từ rất xa xưa sớm đã không còn ai nhớ nổi từ khi hiểu biết tới này ta chỉ biết rằng vô số năm trước có một người tên là hoàng long mang theo tộc nhân tổ tiên ta đi tới nơi này định cư ở đây nghe nói khi đó trận pháp này đã tồn tại qua vô số năm tháng âu dương hoa trầm mặc một lúc rồi chậm rãi nói là người này sao ánh mắt vương lâm vẫn dừng trên bức tranh đúng vậy hắn chính là hoàng long thượng tiên ánh mắt âu dương hoa lộ ra tình cảm nồng đậm hoàng long thật sự gọi là hoàng long ánh mắt vương lâm lộ vẻ kỳ dị hồi lâu hắn than nhẹ tay phải vuốt vuốt mi tâm hoàng long này rốt cục đã xảy ra chuyện gì vương lâm dường như quên hẳn âu dương hoa đang ở bên cạnh ánh mắt thủy trung vẫn không rời khỏi bức tranh nam tử trên đó tướng mạo đường đường đầy vẻ tiên phong đạo cốt có một cỗ tiên lực lượn lờ nếu nói hắn là tiên nhân thì nhất định có người tin tưởng hoàng long ánh mắt vương lâm lộ vẻ mê man loại ánh mắt này cực kỳ hiếm thấy xuất hiện trên người vương lâm tâm tính vương lâm luôn luôn kiên định nhưng ngay vừa rồi khi tiến vào đây nhìn thấy bức tranh trên vách tường này trong nháy mắt nguyên thần của hắn chấn động ngươi vì sao biết hắn tên là hoàng long vương lâm trầm ngâm hồi lâu chậm rãi hỏi vấn đề này khi âu dương hoa nghe thấy liền cảm thấy khó hiểu do dự một chút liền cẩn thận hỏi ngài chẳng lẽ ngài biết hoàng long thượng tiên vương lâm nhướng mày âu dương hoa vội vàng nói mọi chuyện ta biết đều là do tổ tiên kể lại cái tên hoàng long này cũng vậy vương lâm lại trầm ngâm hắn nhìn lên bức tranh trong mắt lộ vẻ nhớ lại tâm thần hắn dường như xuyên qua đông hải yêu linh xuyên qua không gian trở lại quê nhà chu tức tinh của hắn tâm thần hắn cũng xuyên qua mấy trăm năm trở về tuổi thiếu niên từ sơn thôn đi ra không được tiên nhân thu nhận bị cả tộc nhân cười nhạo thiếu niên đó không ngờ cuộc đời biến đổi lại có thể tiến vào trong một môn phái môn phái này tên là hàng nhạc phái trong hàng nhạc phái có một vị tên là hoàng long chân nhân là người trong môn phái ấy chẳng qua vị hoàng long chân nhân này chỉ có tu vi trúc cơ mà thôi tướng mạo so với người trong bức tranh này tuy giống nhau nhưng không thể là một người được Vương Lâm hơi trầm ngâm, chẳng qua tướng mạo giống nhau, tên gọi cũng giống nhau, việc này đúng thật là yêu dị, khó trách nơi này được gọi là Đông Hải Yêu Linh, chữ yêu này cũng rất thỏa đáng. Ánh mắt Vương Lâm nhìn về phía mảnh hắc phụ lớn ở một góc của bức tranh, hắc phụ trong bức tranh chính là đại biểu cho những đêm yêu linh, mỗi khi trăng tròn chính là đêm yêu linh, chỉ có ở trong trận pháp mới được bình an. Âu Dương Hoa đứng bên cạnh cung kính nói, "Đêm yêu linh vào lúc trăng tròn, vậy là thế nào?" Ánh mắt Vương Lâm sững lại, nơi này chính là chỗ của yêu linh. Hiển nhiên có ngày yêu linh đi săn mồi, mà ngày đó chính là đêm trăng tròn, Âu Dương Hoa nhìn ra bầu trời ngoài cửa cốc, lúc này đã là hoàng hồn, sắc trời đang tối dần, tối nay chính là ngày trăng tròn, đến lúc đó có thể thấy yêu linh đi săn mồi, Âu Dương Hoa thu lại ánh mắt, thần sắc vương lâm như thường, không có vẻ gì biến đổi, hắn trầm ngâm một chút rồi hỏi, trước đây người nhắc tới cổ yêu thành có vật ta cần là vật gì, Âu Dương Hoa nghe thấy hơi do dự một chút, sau đó cắn răng nói, thượng tiên nếu đã hỏi thì tại hạ cũng không dài dòng nữa. Chỗ yêu linh này phạm vi quá lớn, nghe đồn rằng trong thiên hạ có tổng cộng 9 quận, nơi chúng ta đang ở là Thiên Yêu quận, lão hủ cả đời đi xa nhất cũng chỉ tới được Cổ Yêu thành, đó chính là một trong những thành trì của Thiên Yêu quận, chuẩn xác mà nói thì nó nằm trong phạm vi của Thiên Yêu quận nhưng vẫn chỉ thuộc về nơi man hoang mà thôi. Lão hủ sau khi được học tập ở Cổ Yêu thành mới chỉ đạt được trình độ nhất tinh, không thể có quyền được ở lại, thế nên liền trở lại bộ lạc trong sơn cốc, trở thành trưởng lão ở đây, phụ trách dạy dỗ tộc nhân. Trong Thiên Yêu quận có Yêu đế tai hư ngoài ra còn có bát đại yêu soái thiên vạn yêu binh thành trì có tới hơn trăm cái nắm giữ một phương về phần thứ mà lão hủ nói tới việc này nói ra cũng khá dài dòng phải biết rằng cứ khoảng 500 năm lại có người từ bên ngoài vào trong nơi yêu linh này việc này cơ hồ người nào ở đây cũng biết mỗi lần có người ngoài tiến vào nơi này cũng đều gây gió tanh mưa máu những người này khi tiến vào đều gia nhập những quận khác nhau lấy chiến công để đảm nhiệm những chức vị bất đồng chiến công càng cao thì địa vị càng cao thậm chí nghe đồn trong bát đại yêu xoáy của thiên yêu quận cũng có một vị trí là người bên ngoài trước đây nhiều năm nắm giữ người bên ngoài sau khi tiến vào nơi này tự hồ đều có những biến hóa thần kỳ bọn họ thường xuyên phát sinh xung đột với nhau trong lúc đó thường xuyên phát sinh chém giết tự hồ phải giết chết đối phương mới được chuyện này cuối cùng đem lại cho họ lợi ích gì thì lão hủ không biết thượng tiên ngài cũng là một trong những người từ bên ngoài tới hẳn là hiểu rõ hơn ta âu dương hoa cung kính nói vương lâm nhíu mày hắn mơ hồ hiểu ra một chút nhưng cũng chưa phải chính xác lắm Chầm ngâm một lúc, hắn chậm rãi nói. Ngươi vẫn chưa trả lời ta vật ngươi nói tới là vật gì, thân thể Âu Dương Hoa cứng đờ, trầm mặc không nói, Vương Lâm an tĩnh chờ đợi, ánh mắt hắn vẫn đặt trên bức tranh nọ. Một lúc sau, Âu Dương Hoa than nhẹ, nói, thật không dám giấu thượng tiên, nơi này tuy có vật ngươi cần nhưng tác dụng của nó quá trọng yếu, lão phu thật sự không thể giao cho người. Người nếu cố tình cướp đoạt thì mọi người trong sơn cốc không lâu sau sẽ chết hết. Ánh mắt Vương Lâm dững lại, lần đầu tiên từ bức tranh hướng về phía Âu Dương Hoa, Âu Dương Hoa nhìn Vương Lâm, ánh mắt hai người lần lượt trao đổi, dần dần Âu Dương Hoa cúi đầu, nhưng lập tức hắn ngẩng mạnh đầu lên nhìn về phía Vương Lâm nói, chẳng qua nếu thượng tiên còn có đan dược như vừa rồi thì lão phu có thể dâng lên cho người vật mà người cần, tay phải Vương Lâm vứt lên túi chữ vật một cái, lấy ra một bình ngọc, từng trận bạch quang lóe lên, không ngờ đã có không dưới 10 bình ngọc hiện ra, sau khi bay một vòng trong không trung, những bình ngọc này lại trở về túi chữ vật, ánh mắt Âu Dương Hoa vẫn theo sát chuyển động của những bình ngọc này, mãi cho tới khi chúng biến mất bên trong túi chữ phật ánh mắt hắn mới chậm rãi thu hồi nốt nước bọt một cái hắn hít sâu một hơi nói đan dược của những người từ bên ngoài tới luôn luôn là trọng bảo ở nơi này những loại đan dược này chúng ta ở đây căn bản không có tài liệu để luyện chế thượng tiên mời theo ta ta dẫn người đi xem vật người cần lấy âu dương hoa đã hạ quyết tâm thật lớn cung kính ôm quyền xoay người đi trước dẫn đường vương lâm không nói một lời đi theo sau không nhanh không chậm rời khỏi căn phòng Bên trong sơn cốc trời đã sẩm tối như một đống lửa đã được đốt lên, trong ánh lửa bập bùng lúc sáng lúc tối, cư dân bên trong sơn cốc ngồi cạnh đống lửa, nói chuyện với nhau, ai nấy đều lộ vẻ thoải mái, nữ tử thì ngồi bên cạnh nam nhân của mình, trong lòng ôm hài động, nghe nam nhân nói chuyện, khóe miệng lộ nụ cười thỏa mãn, bên trong sơn cốc tràn ngập không khí yên bình, loại không khí này đầy cảm giác ấm áp, tràn ngập bốn phương, Vương Lâm và Âu Dương Hoa xuất hiện liền khiến những cư dân trong cốc đang ngồi bên đống lửa ngừng nói chuyện, trong nháy mắt yên tĩnh hẳn. Cái loại cảm giác ấm áp kia tựa hồ trong nháy mắt liền biến mất, những nữ tử ở nơi này lo lắng ôm chặt Hải Đồng, nhìn Vương Lâm, chẳng qua cũng không phải ai cũng đều lộ vẻ lo lắng, một số người nhìn Vương Lâm, ánh mắt lộ vẻ cảm kết, Âu Dương Hoa không dừng chân, đi ngang qua đống lửa, đi sâu vào trong sơn cốc, Vương Lâm không nhanh không chậm đi theo, khi đi ngang qua đống lửa, những người xung quanh liền tránh đường cho hắn, trong đó có một nữ tử khi tránh đường, Hải Đồng không cẩn thận ngã xuống đất, sắc mặt nàng tái nhợt, muốn tới ôm lấy hải tử nhưng lại phát hiện ra vương lâm đã đi tới hải đồng nọ đang tự mình bò dậy không để ý chút nào tới ánh mắt lo lắng của mẫu thân mặt tò mò nhìn vương lâm vương lâm đi qua bên cạnh hài đồng này hắn hơi dừng lại cúi đầu nhìn đứa bẻ đứa nhỏ cũng rất gan dạ vương lâm nhìn thấy liền nhớ tới đại ngưu lúc nhỏ miệng mỉm cười tay phải xoa đầu đứa bé sau đó đi qua vương lâm rời đi mẫu thân đứa bé vội vã xông tới ôm lấy nó nhanh chóng lùi ra từ xa vọng lại âm thanh thiển trách cho mãi tới khi vương lâm đã rời đi rất lâu bốn phía xung quanh đống lửa mới khôi phục lại dần dần cái không khí ấm áp kia. Âu Dương Hoa mang Vương Lâm đi rất nhanh vào sâu trong sơn cốc, sơn cốc ở nơi này hình dạng như hồ lô, miệng hồ lô chính là cửa cốc. Lúc này Âu Dương Hoa đang đứng ở đáy hồ lô, cây cối nơi đây rất ít, trên mặt đất mọc một thứ cỏ không biết tên, dẫm lên có cảm giác rất êm ái. Thượng tiên, xin mời xem. Bước chân Âu Dương Hoa dừng lại, tay phải chỉ về phía trước, thân thức Vương Lâm quét ngang, lập tức liền giữ người lại, ánh mắt nhìn thẳng về phía một vách đá trên sơn cốc mà vách đá này có màu xanh thẫm, so với vách đá bốn phía không hề thấy ăn khớp với nhau, nhưng điều này cũng không phải thứ khiến Vương Lâm giữ người, thứ làm hắn chấn động chính là ở trung tâm của vách đá có một khối màu trắng như thủy tinh, thứ đó hình lục giác, được khảm chắc chắn vào vách đá, ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ trầm ngâm, lúc trước thần thức hắn cũng đã từng quét ngang nơi này nhưng không để ý lắm, lúc này khi tới gần, lấy mắt tường cẩn thận quan sát hắn liền phát hiện ra điều kỳ quái. Thủy tinh màu trắng kia không ngờ lại có tiên lực ba động, nhưng sau khi nhìn kỹ, trong đầu Vương Lâm liền xuất hiện một ý nghĩ kỳ quái. Đây, đây không phải là tiên lực, trong mắt Vương Lâm hiện lên những tia sáng kỳ dị, hắn tiến lên vài bước, ngón trỏ tay phải điểm về phía trước một cái về phía viên thủy tinh màu trắng ở trên cao kia, nguyên thần theo đầu ngón tay kéo dài ra, cảm thụ khí tức trên viên thủy tinh đó. Một lúc sau, sắc mặt Vương Lâm biến đổi, thu tay phải, trở nên trầm ngâm, Âu Dương Hoa đứng bên cạnh nhẹ giọng nói, thượng tiên, vật đó theo như tổ tiên tại hạ kể lại là thứ mà người bên ngoài các ngươi muốn lấy các ngươi gọi nó là kết tinh tiên lực mà nơi này chúng ta gọi nó là ngọc yêu linh tác dụng của ngọc yêu linh chính là khi tộc nhân bị thương có thể chữa trị cho nên trước đó tại hạ mới nói nếu không có vật ấy thì tộc nhân sẽ tử vong hết nhưng chẳng qua phẩm bậc của ngọc yêu linh này không cao hiệu quả trị liệu không tốt lắm kém xa so với đan dược của ngươi vương lâm không nói gì lại giơ tay phải lên chụp vào khoảng không một cái lập tức vách đá phát ra những tiếng động ầm ầm Âm thanh này lúc đầu còn nhỏ, nhưng hầu như trong nháy mắt liền lớn lên, chẳng khác gì tiếng sấm ầm vang truyền khắp sơn cốc, ngoài ra những tiếng động này còn khiến vách đá bốn phía chấn động kịch liệt, run rẩy như điện long đang cuộn mình vậy. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tay phải hung hăng chụp một cái, chỉ nghe những âm thanh răng rắc vang lên, tinh thạch màu trắng trên vách đá đột nhiên rời ra, hóa thành một đạo bạch quang trực tiếp rơi xuống bàn tay Vương Lâm. Trong nháy mắt khi đụng tới tinh thạch màu trắng này, Vương Lâm lập tức cảm nhận được một thứ khí tức cực kỳ lạnh lẽo từ bên trong tinh thạch tỏa ra, theo tay phải trực tiếp chui vào trong cơ thể. Thứ khí tức màu trắng này không đi trong kinh mạch mà chạy theo các khớp xương, nhanh chóng chạy trong cơ thể Vương Lâm một vòng, sau đó tụ lại tại đan điền, cuối cùng hóa thành một tinh thể lớn cỡ hạt gạo. Từng được khí tức màu trắng từ trong tinh thể xoay tròn bốn phía, trông như tinh vân vậy, thứ khí tức màu trắng này trông như tiên lực, nhưng thực tế lại khác hoàn toàn, tiên lực ôn hòa nhưng thứ khí tức này trong ôn hòa lại lộ vẻ yêu dị cực kỳ sau khi hấp thu yêu lực phương lâm cảm thấy toàn thân trên giới có biến hóa cực kỳ rõ ràng trong mắt hắn xuất hiện một đoàn yêu hỏa nhấp nháy lúc sáng lúc tối lúc này trời lặng gió nhưng trên quần áo hắn một cỗ yêu khí lờ mở hiện ra bao phủ lấy hắn âu dương hoa thấy thế ánh mắt dao động thở dài theo bản năng hắn lùi ra sau vài bước miệng lẩm bẩm người này đến từ bên ngoài lần đầu tiên hấp thụ yêu lực hống yêu khí trong cơ thể đã biến hóa lời ấy quả không sai trong cơ thể yêu lực kết tinh thành một loại yêu lực có thể khiến cho cơ thể xuất hiện một cỗ cảm giác cực kỳ thoải mái, làm cho người ta ngây ngất. Vương Lâm nhầm mắt, lập tức trong mắt đoàn yêu hỏa kia biến mất, bên ngoài thân thể, yêu khí cũng biến mất trong nháy mắt, còn người hắn hồi phục như thường. Loại yêu lực này giống như tiên lực, nhưng đầy tính quỷ dị, sau khi hít phải loại khí này thì hơi thở và tiên lực có thể dung hợp, do đó tu vi đạt đến hiệu quả. Tuy nhiên, ở đây yêu lực quá ít, không thể dùng thử. Vương Lâm trầm ngâm một lúc, vỗ túi chữ vật, lập tức có hơn 10 bình ngọc bay ra, dưới cái phất tay áo của vương lâm chúng rơi xuống dưới chân âu dương hoa âu dương hoa run lên vội vàng cầm lấy một bình ngọc mở ra xem sau đó để vào trong lòng ngực giờ phút này trong lòng hắn có chút kích động người lưu ra đi ta muốn ngồi ở trong này ngày mai trời sáng ta thì sẽ rời khỏi đây vương lâm bình thản nói sau đó không hề để ý tới âu dương hoa khoanh chân cố định nhắm hai mắt lại nhìn kỹ yêu lực kết tinh bên trong đan điền âu dương hoa vội vàng chào cung kính cúi đầu lui ra xa nơi đây bỗng nhiên yên tĩnh hẳn chỉ có phía xa nơi lửa trại truyền đến tiếng cười nói dâm gian vương lâm tập trung tinh thần đắm chìm trong vòng đan điền hắn cẩn thận cảm thụ yêu lực kết tinh nếu yêu lực có số lượng lớn hơn có thể là không dùng hợp được nhưng cũng sẽ có uy lực khác yêu linh nơi đông hải lần này tiến vào đây chém giết lẫn nhau không ngoài mục đích chính là cướp đoạt yêu lực kết tinh trong cơ thể của đối phương không biết rằng chính yêu lực kết tinh còn có tác dụng khác nếu không thế nhiều năm qua không thể dẫn tới gió tanh mơ máu như âu dương hoa nói trên phương diện này ta vẫn còn chút bí mật chưa biết hết, chừng nào biết rõ thì mới có khả năng quyết định mục tiêu. Tại đây, thời gian từ 50 năm đến 500 năm, nói dài cũng chưa dài, nhưng cũng không còn ngắn. Nếu là chỉ hấp thu yêu lực để đề cao tu vi thôi thì đơn giản, vậy dứt khoát ta thả lòng tính tình, giống như năm đó giết chóc một hồi ở Tu Ma Hải, trong mắt Vương Lâm lóe lên một tia hàn quang, hắn liếm môi, thời gian chậm rãi trôi qua, phút chốc trời đã về đêm, không gian một màu đen tối, bên trong thùng lũng bốn phía vẫn còn huyên náo, nhưng dân cư đã về phòng nghỉ ngơi chỉ có trẻ em và phụ nữ là được ngủ còn tất cả đàn ông đang lục đục cầm đủ các loại vũ khí tập trung tại cửa vào trong thùng lũng âu dương hoa cũng có trong số đó ánh mắt hắn nhìn chằm chằm ra phía ngoài sơn cốc chốc chốc lại quay đầu nhìn thoáng qua phía đằng xa chỗ sâu trong hồ lô cốc nơi vương lâm đang ngồi thiền hy vọng trận pháp này có thể khống chế được yêu linh thượng tiên có thể ra tay tương trợ âu dương hoa thầm than sở dĩ hắn thay đổi chú ý chủ động mời đối phương vào cốc là vì ngoài việc không thể chống cự được thì nguyên nhân chủ yếu còn lại chính là sau khi trận pháp đã vô cùng suy yếu, tối nay có chống cự được với yêu linh hay không thì trong lòng hắn còn không thể nắm chắc, nên lúc này hắn mới cắn răng kiên trì mời Vương Lâm ở lại, đồng thời nói ra rất nhiều bí mật, cuối cùng hắn không còn tiếc vốn gốc, đem yêu lực kết tinh duy nhất trong thung lũng đổi cho đối phương, Âu Dương Hoa làm thế, tất cả đều có mục đích, đó là hy vọng trong thời khắc nguy hiểm, Vương Lâm sẽ ra tay trợ giúp, nhìn những cư dân bên thung lũng, hắn thở sâu trầm giọng nói tối nay là đêm yêu linh sẽ săn mồi ta sẽ không nói nhiều chỉ cần sống qua tối nay tất cả mọi người đều được bình an vương lâm ngồi ở giữa bỗng nhiên mở mắt ngẩng đầu nhìn lên không trung trên cao vẫn là một mảnh đen tối nhưng đối với hắn cũng là điều biến hóa khác biệt trong đêm tối hiện lên một tia mây tía một luồng khí không đồng nhất xuất hiện yêu lực tràn ngập phía chân trời khoách tán từ xa đến nơi cốc núi này không phải là mục tiêu mà chẳng qua là điểm nó đi qua vương lâm nhìn chằm chằm vào không trung ánh mắt hắn lộ lên một tia quyết đoán, không còn nghĩ ngợi nhiều nữa, nhanh như chớp, tay phải của hắn đặt tại mi tâm, một tia nguyên thần liền hóa thành thần thức, phóng nhanh xuyên qua thùng lũng trận pháp, xuất hiện nơi không trung. Khi nguyên thần hóa thành thần thức thì nó không dừng lại, mà nhẹ nhàng như làn mây, nhưng lại nhanh như tia chớp, tiến thẳng đến chỗ yêu khí đang cuồn cuộn trôi như thủy triều thổi quét qua kia. Càng tới gần, cỗ yêu lực kia càng tấn công dữ dội, làn sóng này cũng mãnh liệt như yêu lực, phạm vi quá lớn, mắt nhìn không còn thấy bờ bến. Một đường ở phía trên, hễ là nơi bị yêu khí bao trùm, nhưng lập tức không còn sinh khí, thậm chí một số dã thú bị yêu khí bao trùm, liên truyền ra từng trận kêu gào thảm thương, rồi hóa thành bạch cốt. Vương Lâm nhìn thấy tất cả, nhíu mày, lúc này, nếu nhìn từ trên cao xuống, có thể thấy rõ ràng, yêu linh nơi Đông Hải tạo thành một đạo khí uốn lượn màu tím, lấy một điểm bất kỳ làm trung tâm, hướng về bốn phía khoách tán thành hình tròn, phạm vi khoách tán rất lớn, tất cả nó đều làm theo yêu linh. Một tia nguyên thần của Vương Lâm làm thần thức, lúc này dễ dàng nhìn thấy, liền nhanh chóng rút về, nhưng bỗng nguyên thần của Vương Lâm dừng lại ở chỗ sâu bên trong, rồi mạnh mẽ tản ra, trực tiếp phá tan yêu khí, chỉ thấy ở sâu trong đám khí đó, trừ đám mây đỏ tía lượn lờ thì không ngờ lại xuất hiện một người, người này y phục màu đen, mặt lạnh như băng, môi hơi cong lên, dáng vẻ trông thật ghê sợ, lúc này trong tay hắn ngâm cầm một thanh kiếm mỏng màu đen, hắn mua kiếm làm từng đạo khí tím lượn lờ bay theo kiếm, đồng thời, một số lượng lớn yêu lực cũng bị hắn điên cuồng hấp thu trong nháy mắt thần thức của vương lâm thấy hắn hắc y nam tử chậm rãi ngẩng đầu lạnh lùng nhìn lên khóe miệng mỉm cười lộ ra một tia lạnh lẽo tới cực điểm tu vi quả không tồi không ngờ ngươi có thể phát hiện ra chỗ của ta lúc đầu ta còn muốn cho người một thứ bất ngờ gã mặc đồ đen chỉ kiếm vào hư không chậm rãi nói tiếp ngươi gặp ta quả là không may mắn dù ngươi có giao nộp yêu linh cũng coi như vô dụng vì ngươi là con mồi của ta thần thức do vương lâm biến thành lạnh lùng liếc mắt nhìn người kia một cái không nói hai lời lập tức bay trở về hắc y nam tử cũng không ngăn cản chỉ có điều khóe miệng mỉm cười lộ ra một tia khinh miệt mới chỉ là ứng biến trung kỳ không kể ngươi là người môn phái nào hôm nay chết chắc thu lấy yêu tinh của hắn ta hẳn đã đủ tư cách tiến vào thiên yêu thành trong mắt hắc y nam tử hiện lên một tia sát khí bên trong thùng lũng phương lâm thu hồi thần thức ánh mắt lộ ra hàn mang hắn là tu sĩ đầu tiên của thiên vận tinh mà ta gặp phải ở trong này có tu vi ứng biến hậu kỳ đại viên mãn nhưng muốn giết được ta cũng không phải dễ ngoài núi Sóng yêu khí đang gào thét dữ dội như sóng dữ ngập trời, trực tiếp tấn công vào phía trên thùng lũng, trong nháy mắt này, trận pháp mở ra, từng trận thanh quang không ngừng lóe ra, khó khăn lắm mới chống cự được sức tấn công của yêu lực, nhưng đám sóng yêu khí tấn công liên tục, dần dần, trên thùng lũng, trận pháp thanh quang lóe ra không ngừng, mơ hồ có dấu hiện không còn chịu nổi, bên trong thùng lũng, tuy vẫn đang là im ắng, nhưng đã có một tia ngưng trọng bao phủ, chỗ cửa thùng lũng, tất cả mọi người ở đây, tay đã nắm chặt vũ khí, thậm chí trong tay đã vã mồ hôi bọn họ mắt không chớp nhìn chăm chăm vào cửa thung lũng thở dồn giờ phút này âu dương hoa đứng phía trước mọi người hắn nâng hai tay lên trong miệng từ từ truyền ra từng đợt niệm chú phức tạp duy trì hoạt động của trận pháp đêm yêu linh san mồi này cứ ba tháng sẽ gặp một lần với âu dương hoa hắn hoàn toàn tin tưởng vào trận pháp chỉ có điều trận pháp tiêu uy lực nhưng bị vương lâm làm tiêu hao hơn phần nửa hôm nay nếu có chống đỡ nổi yêu linh hay không hắn không có chút mảy mảy nắm chắc một khi trận pháp bị phá nát toàn bộ cư dân bên trong Thung Lũng đều sẽ bị yêu linh vật ẩn nấp trong yêu khí kia cắn nuốt, lúc này, theo từng đợt tấn công của yêu khí, trận pháp của Thung Lũng có phần không chịu nổi, kêu lên từng tiếng ken két, lại có dấu vết bị phá vỡ, đúng lúc này, bỗng nhiên một trận âm thanh kịch liệt ầm vang truyền lại từ bên ngoài, hiển nhiên là có vật nặng va chạm vào trận pháp, nhưng thấy phía dưới trận pháp nhoáng lên một cái, phía trên càng nhiều chỗ bị vỡ tan, bên trong Thung Lũng, cảm nhận được rõ ràng âm thanh kịch liệt, ầm ầm va chạm nhiều phụ nữ và trẻ nhỏ đang ở trong phòng lập tức bừng tỉnh. Ngoài sơn cốc xa xa, hắc y nam tử ở trong yêu khí lúc này đảo qua một kiếm, lập tức máu tươi vẩy ra khắp không trung. Bỗng nhiên, một vật kỳ dị trên đầu có một sừng, toàn thân tối đen, ước chừng cao khoảng một trượng, theo bốn phía bên trong yêu khí biến ảo mà ra, gần như nó vừa xuất hiện, ngay lập tức bị hắc y nam tử chém làm đôi. Ngay khi chém giết xong, hắc y nam tử hút một hơi, lập tức một cỗ yêu lực từ bên trong vật thể kỳ dị bay ra, rồi trực tiếp chui vào bên trong thất khiếu của hắc y nam tử một cảm giác cực kỳ thoải mái lập tức xuất hiện trong người hắn một lúc sau ánh mắt hắn chật lóe nhìn chằm chằm vào xa xa nơi thung lũng miệng mỉm cười lộ ra một nét độc ác trường kiếm trong tay hắn vung xuống lập tức hóa thành một đạo điện quang tiến thẳng nơi thung lũng xa xa hắc y nam tử kia vừa động phía dưới thân hình cả người nhũng như tơ liễu bay đi nhoáng cái xuống dưới liền xuất hiện phía trên một điện quang phi kiếm thẳng hướng thung lũng mà tiến bên trong thung lũng vương lâm đứng lên bước về phía trước một bước, lập tức hóa thành một làn khói nhẹ, trực tiếp xuất hiện ở cửa cốc, đứng bên cạnh Âu Dương Hoa và mọi người. Hắn xuất hiện nhẹ nhàng, lập tức khiến cư dân bốn phía thung lũng biến sắc, theo bản năng đều tàn ra. Âu Dương Hoa mặt lộ sắc mặt vui mừng, vội vàng nói: Thượng tiên đến cứu mạng. Hắn nói vừa dứt, thấy ngoài núi điện quang phi kiếm gào thét tiến đến, truyền ra thanh âm lạnh như băng của Hắc Y Nam Tử. Săn bắn bắt đầu. Vương Lâm thần sắc như thường nhưng Âu Dương Hoa thì sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ kinh hãi chưa từng có và đầy bụng chua sót sự giết chóc giữa hai người từ bên ngoài đến cũng là để ta gặp đúng lúc này một đạo kiếm quang hiện lên trận pháp của thung lũng chấn động phía trên sụp đổ xuất hiện một vết nứt lớn vương lâm cười lạnh tay phải vỗ túi chữ vật lập tức cấm phiên xuất hiện trên tay cấm phiên bay dựng lên khoảng không hóa thành từng đạo cấm khí màu đen tiếng khóc la nhanh chóng xuyên qua cái khe bay vào trong vòng trận pháp khe nứt của trận pháp dung hợp lại bằng tốc độ cực nhanh mắt thường có thể thấy được không chỉ có vậy lúc này có cấm phiên dung hợp uy lực của trận pháp này tăng lên mấy lần sau đó phương lâm bước chân về chậm một bước trong nháy mắt hắn biến mất xuất hiện bên ngoài thùng lũng cách đó chừng mười trượng hắc y nam tử đạp trên phi kiếm lạnh lùng đứng xem bốn phía nơi hai người đứng là từng đạo khí màu tím giống như du hồn vây quanh còn ở giữa sòng yêu khí lực là yêu linh thú biến hóa thành đang tản mát ra yêu lực cực mạnh trực tiếp đánh về phía hai người vương lâm khua tay phải vào hư không một cái lập tức một đầu yêu linh thú kêu thảm lên một tiếng tiêu tan trong vũ ảnh hắc y nam tử nhìn kỹ phương lâm vẻ mặt ngông cuồng lập tức giãn ra do dự một chút rồi nói các hạ là người của môn phái nào phương lâm chỉ ngón tay ba đạo khí xám không ngừng vây vườn quanh phát ra tiếng rít nhỏ hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm hắc y nam tử nói không nên nhiều lời vô nghĩa nếu ngươi không thể thắng hãy lập tức rời khỏi đây hắc y nam tử cười gằn nói khá lắm là mỗi nhìn người có chút quen quen sợ giết nhầm người quen nên mới hỏi xem nếu không ta cần gì nhiều lời nếu ngươi muốn chết, ta cho ngươi tọa nguyện. Vương Lâm không nhiều lời, lập tức vỗ túi chữ vật, kiếm tiền chợt lé lên. Vương Lâm nhún người bay lên, chém một kiếm, liền thấy một đạo kiếm quang từ trong không trung, giống như tia chớp đáp xuống. Cùng lúc đó, Loan Đao cũng điên cuồng lao ra theo sát sau. Hắc Y Nam Tử sau khi nhìn thấy kiếm quang, mặt lập tức biến sắc, vội vàng lui ra phía sau, miệng hét lớn, hóa ra là lại là kiếm tông đạo hữu. Thôi, ngươi hẳn là biết được nơi đây rất quy củ, hãy giao kết tinh ra, ta không đả thương ngươi là được đúng lúc ấy kiếm quang gào thét lao tới hắc y nam tử nâng kiếm lên chắn ngang phía trước đồng thời lùi ra sau mấy bước nhưng kiếm quang lại chém xuống dưới lập tức dưới chân sụp đổ trong nháy mắt đó phi kiếm trong tay người này liền phát ra tiếng kêu ca ca sau đó thấy một vết dạn nhỏ xuất hiện trên phi kiếm hắc y nam tử nhìn chòng chọc vào thanh kiếm trong tay ngẩng đầu lên trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng ngươi dám đả thương phi kiếm của ta hôm nay cho dù ngươi là người của đại la kiếm tông thì cũng phải chết hắc y nam tử gầm nhẹ tay trái bấm niệm thần chú, lập tức một ngọn lửa màu đen xuất hiện phía trên lòng bàn tay, địa diệt chi hỏa, nhiên tận hư vô, hắc y nam tử khẽ hô trong miệng, tay trái đưa về phía trước một chút, lập tức ngọn lửa màu đen kia liền rời khỏi tay bay vào giữa không trung, rồi dừng lại một chút, hóa thành một ngọn lửa che phủ trời đất, lao tới phía vương lâm, gần như trong nháy mắt ngọn lửa bùng lên, chỉ thấy một đạo ô quang lóe ra giữa không gian, hắc y nam tử sắc mặt vụt biến đổi, buộc phải lùi lại sau ba tấc, nhưng không còn kịp, ngay ở ngực hắn, đột nhiên tuôn ra một đoàn huyết quang, hắn như vẫn không tin vào mắt mình, nhưng đành lùi về sau, lấy đan dược trong túi chữ vật nuốt nhanh, loan đao vừa lóe ra, kiếm tiên đã phong tỏa bốn phía, nơi lưỡi đao hình như vẫn còn huyết quang lóe ra. Vương Lâm nhìn Hắc Y Nam tử nghĩ rằng, người này tu vi quả là cao thâm, phải nói rằng loan đao tốc độ cực nhanh, hắn tự nhận thấy rằng, nếu như không chuẩn bị trước mà bị loan đao đánh lén, chắc đã bị loan đao đánh trúng, e là đã gặp nạn rồi nhưng hắc y nam tử trước mặt này lại kịp rời đi ba tấc đúng vào thời điểm mấu chốt nên đã tránh được chỗ yếu hại chỉ riêng điểm này đã thấy nguyên thần thì hắn cao hơn mình nhiều hiển nhiên có thể mơ hồ thấy được đường đi của loan đao vương lâm mắt hắn lên tia sát khí người này tu vi cao cường như vậy nhất định hôm nay phải giết hắn nếu không để hắn thoát chạy ra ngoài phục hồi lại sức lực hắn sẽ tìm hiểu ra việc mình dùng pháp bảo và thủ đoạn tấn công hắn nhất định hắn sẽ đến tìm mình đến lúc đó mình khó mà đối phó thừa lúc hắn đang bị thương vương lâm liền lao tới không thèm nhìn đến ngọn lửa màu đen kia lấy tốc độ nhanh như chớp nâng ngón cái của tay trái lên hư không tịch hỏa trì hắc y nam tử dùng tay phải nhấn nhẹ vào ngực lập tức khôi phục lại bình thường không còn máu tươi dính lại sắc mặt có tái nhợt một chút nhìn vương lâm chằm chằm trong tay hắn tế kiếm run lên hắn quát kiếm toái tế kiếm bỗng nhiên phát ra từng trận ca ca rồi lập tức vỡ vụn thành vô số mảnh vụn bỗng nhiên phía trước hắn bắt đầu nổ tung tiến về phía vương lâm trong nháy mắt vương lâm ánh mắt chợt lóe nhưng vẫn đứng yên chỉ thấy hai trong số ba đạo bụi khí trên ngón tay phải của hắn bỗng nhiên biến mất dùng tốc độ nhanh như nháy mắt liền theo kinh mạch trên tay phải xuất hiện phía trên mi tâm của vương lâm đột nhiên trên mi tâm lại xuất hiện hai ký hiệu phức tạp sinh chi lạc ấn ký hiệu này vừa xuất hiện lập tức nhanh chóng kéo dài bao trùm lên toàn bộ thân thể của vương lâm một đạo dấu vết một tầng hai đạo là hai tầng bao trùm chỉ một thoáng đó ngọn lửa của thanh kiếm vỡ đã tới gần đồng thời ngọn lửa màu đen trên không cũng nhanh chóng đuổi theo bao trùm lấy vương lâm lúc này với vương lâm bên trong bị ngọn lửa của thanh kiếm vỡ tấn công bên ngoài là thiên hỏa màu đen bao vây bốn phía nhất là đám thiên hỏa trong nháy mắt từ trên trời xuống chúng hóa thành sáu con rồng lửa màu đen sáu con rồng này như thể sinh vật thật gào thét lao tới từng tiếng rồng cầm như thiên lôi ủ ù truyền đến âm thanh đầu tiên truyền vào trong tai vương lâm lập tức khiến cho nguyên thần của hắn bị chấn động sau đó chúng dâng nanh vuốt giết gào sông tới trực cắn xé nhưng bỗng ở một tiếng tiếng nổ long trời lở đất vang xa cả ngàn dặm mặc dù ở trong không trung nhưng có thể nghe rõ một một, ngay cả bầu trời cũng chấn động, mặt đất thì phát ra những tiếng đất gãy, xuất hiện rất nhiều vết rách tựa như một tấm mạng nhện tinh mịn. Ở trung tâm vụ nổ xuất hiện vô số pháp lực cuộn sóng, điên cuồng tản ra bốn phía. Mặc dù sóng yêu linh khí đang tiến đến tấn công nhưng cũng bị cuộn sóng dội ngược trở lại, cuốn ra thật xa, sau đó mới chậm rãi hạ xuống phục hồi. Không lâu sau, bốn phía như có cả vạn con ngựa chạy nhanh, trồm lên tấn công, sóng yêu linh khí lại một lần nữa phục hồi như thường, chậm rãi gào thét trong nháy mắt bốn phía lại một màu đen bao trùm hắc y nam tử đứng bên trong màu đen khí lãng hắn không vui sướng mà ngược lại còn trở nên trầm lắng hắn thở sâu lập tức rời khỏi đó cách hơn mười trượng hai tay nhanh chóng bấm niệm thần chú ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm về phía viêm long đang tấn công ánh mắt không hề nhấp nháy chỗ viêm long đang tấn công giờ này đang bị yêu linh bao vây hóa thành khí lãng thổi tới tấp nên nơi đó đang trở thành một mảnh hắc ám chỉ có điều trong bóng tối xuất hiện một bóng dáng bước ra từ bên trong bóng đen này bước ra trên người hắn quần áo không có gió nhưng tự phát ra tiếng động trên tay phải hắn truyền ra từng tiếng kêu khóc mơ hồ có thể nghe thấy được thế bóng đen chậm rãi đi ra hắc y nam tử đứng cách đó không xa vẻ mặt càng thêm âm trầm hai tay y nhanh chóng bấm niệm thần chú miệng thở nhẹ lẩm bẩm mấy câu chú ngữ phức tạp lại nói về bóng đen kia hắn đi ra tiếp mấy chục bước thân thể xuyên qua khí lãng yêu linh lập tức khí yêu linh như bị cưỡng ép tách ra thành hai trong nháy mắt khi khí lãng yêu linh tách ra làm hai bóng đen kia bước lên trước một bước liền biến mất trong vụ ảnh không ổn hắc y nam tử không có gì do dự lập tức lùi ra sau hắn vừa mời kịp lui thì ngay tức khắc liền thấy một ngân quang xuất hiện trong hư không một ngón tay cái điểm ngay trước chỗ nơi hắc y nam tử đang đứng việc này xảy ra cực nhanh dùng nháy mắt để hình dung cũng không thể tưởng tượng nổi theo sát đằng sau ngón tay cái là bóng đen kia hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa nơi hắc y nam tử đang né tránh tiếp theo đây ngươi đừng hòng thoát ngươi không phải là người của đại la kiếm tông mà là đệ tử của thiên vận tử từ hệ lão thất Vương Lâm, Hắc Y Nam Tử nói tiếp, người đang dùng chính là cấm pháp tịch diệt chỉ đã thành danh chỉ sau bữa thọ yến của Thiên Vận Tử. Trong lòng Hắc Y Nam Tử cực kỳ lo lắng, hắn đã từng nghe qua danh tính của Vương Lâm, thậm chí Ngọc Giản tướng mạo cũng được xem qua một lần. Phải nói rằng, đệ tử của Thiên Vận Tử đều là nhân vật đáng chú ý nhất trên toàn bộ Thiên Vận Tinh, nhất là Vương Lâm đã từng có một trận chiến khuất nhục mọi người. Nếu không có tư hệ lão lục đột nhiên xuất hiện, dùng tu vi vấn đỉnh đè ép Vương Lâm, như vậy danh hiệu thiên vận thất tử không vào tay hắn thì chẳng vào tay ai khác được nhân vật thế này sao có thể khiến người ta không chú ý huống chi người này sử dụng cấm pháp cực kỳ quỷ dị am hiểu nguyên lý lợi yếu chống mạnh nên khiến cho nhiều người rơi vào thế bị động hắc y nam tử than thầm nếu hắn sớm biết được thân phận của đối phương tuyệt nhiên sẽ không vội vàng ra tay là đệ tử của thiên vận tinh mặc dù tu vi của hắn chỉ là anh biến trung kỳ nhưng tuyệt đối không thể xem thường vương lâm này trải qua 11 trận chiến với vấn đỉnh tu sĩ mặc dù thua nhưng vẫn thể hiện lực công kích hùng mạnh nhất là mấy pháp bảo làm nhiều thế lực phải chú ý. Hắc Y Nam tử nghĩ, mặc dù mình có thể thắng nhưng muốn giết được đối phương quả là không dễ. ở Thiên Vận Tinh, mỗi đệ tử đều có pháp bảo bảo mệnh, nếu không gặp phải địch thủ tu vi chênh lệch quá lớn, chẳng khác nào có thêm một tính mạng. Kết thúc ở đây nhé, tập tiếp theo bộ truyện Tiên Nghịch ở trong phần danh sách phát. nhớ đăng ký ủng hộ kênh Kiwi truyện nhé, cảm ơn.